Mày nói á, đưa tao vô đây làm giang hồ đúng không? Mà sao từ ngày vô đây tao thấy tao toàn làm cu ly không vậy? Mày chưa hết mày nản rồi. Mày muốn làm giang hồ á thì mày phải làm cu ly trước, từ từ nó mới lên được, đúng không anh Bảy? quen hết luôn hả? Quen. À vậy hả? Mày nói có thời hả? Sao bộ giang hồ chứ đâu phải làm ca sĩ đâu mà có thời trời. Chứ sao mày, mày không nghe câu thề thế tạo anh hùng hả? Là sao? Có nghĩa là khi mày muốn làm giang hồ á, đúng thời điểm thích hợp là tự động mày sẽ là giang hồ. Thiệt luôn hả? Ừ. Quay đi chơi. Quay. Mày đi đâu hả? Đi theo tụi nó chắc đi, cổ vũ đá banh chứ gì? Đá banh cái đầu mày á, tụi nó là chém lộn á con. Vậy là thời thế tao với mày tới rồi, cơ hội tới rồi. Tao với mày đi tạo thời thế đi. Mày khùng hả? Tao với mày lạng hoạn nó chém banh sát không còn đường về nhà thì có. Gì banh sát? Cũng lắm mình đi mình học hỏi kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Bây giờ mình dắt gặp người. Ai vậy? Đi biết. Anh ơi, cho em hỏi đường tới khu chợ cá đi. Công an buồn ra coi, công an quán là gãy vốn luôn đó. Mày chạy đâu vậy? Công an tới. Công an nào? Công an mày mới kêu công an á. Tao giỡn á. Cộng gia mày âm binh thi đấu quăng lũ à? Chưa ai mở hàng nha. Khốn nạn, tao là không biết đường à, họ đuổi theo muốn sụt cái quần luôn à. Khốn nạn vừa phải rồi. Ê ai vậy? Lính mới. Ô lính mới mày dám chửi lính cũ à? Ô dữ à. Không sao, nó là bạn thân của tao, dưới quê mới lên, chính nhất làm cái gì? À mày nữa tao đi gặp thằng này á hả? Chính nó đó. Thôi về, tao không thích đi tố hề mày ơi. Mày khùng hả? Cái bùng binh thời sự ngã tư quốc tế là nó đó, chuyện gì mày nó không biết. Quá khen, tao lăn lộn trong cái giới giang hồ này hơi bị lâu rồi đó chú em à. Ê, lâu quá không gặp. Mày vừa phải thôi, mới mấy ngày mà lâu quá gì mày. Mày nói gì vậy? Mấy ngày là lâu rồi đó, anh em giang hồ mình sống nay chết mai. Lên bàn thờ lúc nào không hay đâu. Thôi, có này tặng làm quà. Để xài để lấy hên. À, tôi có. Ồ, người mới mà tặng là ba cái là lỗ luôn đó. Nhưng mà thôi, tặng lấy hên luôn đó nha. Thử đi, hàng hơi bị đỉnh đó chú. Đỉnh cái gì? Tao thấy cái này ở ngoài nhà thuốc nó phát miễn phí quá trời. Có gì đâu mà ấn tượng mà kêu đỉnh. Ê, bậy nha chú không rành rồi đó. Hàng hiệu nha. Cái này là mùi mới đó, dầu gió hiệu con ó. Có hưng phấn không? Ồ, cũng hưng phấn lắm à. Vậy tối nay thử luôn. Mày đừng có nói tao mà qua khu chợ tình mày kiếm gái nghe chưa mày? Khùng quá, ở nhà có mà qua khu chợ tình chi? Lũ đạn mày, ở nhà có tao với mày thôi à. Không lẽ mày tính... À, nghĩ bậy không à? Thôi được rồi, nay có anh em đây nè, tao bỏ bán ngày. Dẫn anh em đi mở rộng tầm mắt. Follow me. Và chém lộn là sở trường cũng như sở thích của những băng nhóm giang hồ trong khu chợ mới. Tôi nói đánh nhau hàng ngày như ăn cơm bữa vậy. Băng áo trắng là của khu chợ cá, áo đen là của khu chợ gà. Băng áo trắng do anh Di Cá cầm đầu. Trời ơi, cá đẹp trai luôn hả? Còn khu chợ gà là do ông Bảy làm đại ca. Ông Bảy cá tính quá vậy.
nó đánh riết tụi nó nghiền. Vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, nhiều khi ở không ở quẩn nó cũng đánh luôn. Mà tao nghe nói dạo này có quý lượng theo phong trào nữa hả? Theo phong trào là sao? Tức là bây giờ ở trên Facebook nó tẩy chai ai thì nó lựa người nào giống vậy nó đánh. Ủa gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ, cái này từ giang hồ địa phương gọi là đánh mua vui. Ủa mà nhờ vậy tao làm ăn được á. Ê mày đừng nói tao ngoài chuyện bán bao cao su ra, mày bán luôn vũ khí nghe cho mày. Có à, chú giết nè. Ê Sơn Keo chuyên buôn bán bao cao su và bông băng thuốc đỏ. Ủa càng vi giết luôn hả? Ê anh em ủng hộ Sơn Keo nha. Ê ấy ơi, ấy ơi, ủng hộ Sơn Keo nha, ủng hộ Sơn Keo nha. Ê cu mày có coi đánh lộn mày coi nha, mày la chém bỏ mẹ mày đó. Sorry. À, xin lỗi mày nè, xin lỗi mày nè. Đánh nhau đi nào. Ngoài hai băng nhóm đang chém nhau dưới này thì còn rất là nhiều băng nhóm khác tiếng khác trong khu chợ mới này. Đặc biệt phải kể đến đó là ông nội chuyên cho vay nặng lãi. Ủa, ông chú nhìn quen quen ha. Ê chị bà giang hồ môi, mày gặp thì mày né xa ra 16-50. Thấy vậy chứ là người máu mặt nhất trong khu chợ mới này đó. Ôi thứ ghê quá vậy. Kế tiếp là chú 12 quản lý khu chợ gạo. Ôi ông này thư sinh nhìn giống luật sư quá. Mày nhìn ổng vậy thôi chứ ổng cũng máu mặt lắm á. Chính xác. Đặc biệt không thể nào không kể tới mỹ nhân của khu chợ mới này, thập tứ cô nương bảo kê khu chợ nail và massage. Ôi em chưa 18 đúng không? Mày rồi, thập tứ cô nương này trên 18 rồi. Thập tứ cô nương này á là một trong những quả bom sexy nhất khu chợ mới này. Ai nhìn mà không lên á tao thua gì cũng thua. Kế tiếp phải kể đến là Long Râu bảo kê khu chợ rau. Ồ tao khoái cái băng này nhất luôn nè. Chắc này băng này là hiền nhất trong tất cả các băng đúng không? Ăn chay không à? Ai cũng nghĩ như mày hết trơn á. Hiền thì cũng có hiền, nhưng mà hơi ba gan chút xíu. Thế mà thiếu đồ ăn á là qua khu mình ăn cắp cá à. Ủa gì kỳ vậy? Nó ăn chay nhiều quá thành mặn. Ê giang hồ vui quá ha. Vui ha. Ê còn một người nữa tao cũng muốn kể cho mày biết. Một cái người này nhìn vô rất là ngầu, bảo đảm mày nhìn vô mày sợ liền. Đó là anh Tha Thu bảo kê khu chợ Sâm. Còn một người cuối cùng đó là Hoàng Hí Hửng bảo kê khu chợ Tình. Nghe tên vui quá vậy. Nghe thì có vẻ vui á, nhưng mà khu chợ Tình á là một trong những khu phức tạp nhất, ngày nào cũng có đám ma hết á. Trời ơi, chợ Tình đáng lẽ phải là đám cưới sao đám ma trời. Thì mày yêu nhiều mà chết nhiều, thời buổi bây giờ yêu dễ chết lắm. Tất cả các băng nhóm giang hồ đều dưới sự lãnh đạo của ông sói. Ôi nghe tên chắc là ổng to con mà quy lực lắm đúng không? Trời ơi, ngay cả bản thân tao còn chỉ bằng ông sói mà. Ông sói là một người cực kỳ bí ẩn. Ôi vậy là phải gọi ổng là lão đại mới đúng á. Ông sói chỉ có những người có số má mới gặp được. Còn bây giờ cái chuyện cần làm. Làm gì? Là về tắm rửa thay đồ xịt dầu thơm đi nhậu. Nhậu? Chuyện bình thường thôi. Anh em giang hồ là phải đi nhậu thôi. Đi. Đi. Đi đi sợ gì? Ê cô Thẳng, mày uống từ từ thôi, mày uống nhiều quá lát mày sỉnh á. Nhiêu đây nhầm nhò gì mà nhỏ mày, tao có mà sỉnh á, mày đưa tao về nha cô Quẹo. Đâu mày anh em mà ông thằng Thẳng thằng Quẹo thì sớm muộn gì thằng Thẳng phải đường Quẹo về thôi. Đâu mày cô Quẹo á. Tao cái gì rồi tụi bay, cái gì rồi sao cái tên đặt cái tên giang hồ mà đi cô Đẳng cô Quẹo giống như trong trường mầm non mày hiểu không? Tên đó là tên thiếu nhi, tên được tên khác, cái tên giang hồ bây giờ chết luôn, chết nhiều rồi. Để tôi uống những hai ba ly nữa đi rồi đặt cho tụi bay cái tên mới. Vô đi. Vô. Vô trời ơi. Vô vô. Tên khác mà. Vô vô vô. Đây, Sơn Keo, mày rủ anh em ra nhậu để bàn đại sự. Nãy giờ thấy mày có bạn gì đâu. Uống xỉu, uống xỉn luôn rồi. Thì bia vô thì lời mới ra được chứ mày gì bởi vậy. Thật sự mà nói là hôm nay tao có cái chuyện này muốn nói với lại hai người anh em. Tao thì cũng
cụ ba cụ bác bụi đời gì đó giờ. Thì mà tao cũng không có băng nhóm gì, tao cứ lủi thủi mình vậy. Thì tao muốn là sau buổi nhậu ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu là một nhóm anh em ra xã hội chiến trường. Mày nói vậy ý là mày muốn ba anh em mình kết nghĩa gì đúng không? Đó, đó ý đó, tao nằm cái đó. Được. Nếu mày nói vậy rồi á, thì bắt đầu từ bây giờ ngay tại chỗ này. Là sao? Ba anh em mình thề sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng, chơi luôn có nạn cùng chia. Yeah. Yeah. Có những lúc sóng gió như gục ngã ta, anh em ta bên nhau cùng vượt qua. Dù bao gian khó chẳng đổi thay lòng, bao chờ ngày cũng sống. Có những lúc mỗi bước chân buồn chi chai, anh em ta bên nhau còn đường dài. Cùng dòng máu nóng sống không hài lòng, vai kề vai chung một lòng. Là anh em bên nhau nào ngại chi thương đau, cuộc đời này bao nhiêu lâu sống chết ta vì nhau. Mới nghe nhân ta nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Trên đời nào của riêng ai, bao nhiêu vẫn bình an cha. Máu nóng chảy chung một dòng, nghĩa khi trái tim mở rộng. Chẳng nghĩ cho bản thân quyền xin giá thân anh em vì nhau. Sống chết anh không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Mai là anh em tốt của nhau ngày sau. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu sống chết ta vì nhau. Mới nghe nhân ta nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu bất bình nào cha. Máu nóng chảy chung một dòng, như khi trái tim mở rộng. Chẳng nghĩ cho bản thân nguyện xin xa thân anh em vì nhau. Sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Mai là anh em tốt của nhau. Đây nè, tụi bạn nhìn như tao nè. Tên tao là Sơn Keo. Cái Sơn Keo nó có ý nghĩa lắm nha. Mày hiểu ý nghĩa tên tao không? Dễ ẹc. Đừng bao giờ mà hỏi tao mấy câu hỏi mà đơn giản như vậy. Nếu mày nói tao nghe thử. Sơn Keo có nghĩa là chai sơn với lọ keo. Vô trộn vô đó hả? Hả? Mày dành mày uống luôn đi. Sao hả? Tên của tao đâu phải thợ hồ luôn mà sơn với keo vậy. Ồ không phải hả? Sơn keo ở đây nè, nói mày nghe ý nghĩa của nó nè. Sao? Keo ở đây là anh em trong xã hội. Rồi. Người ta gọi là anh em chí cốt. Gọi là keo sơn gắn bó. Rồi. Chung một nhà. Rồi. Là ý nghĩa của nó là vậy. Ý là vậy hả? Mày xạo à? Mày làm như tao không biết mày, tao rành mày quá trời. Mày có mày cứ vậy rồi. Nó tên Sơn. Chính xác là tên Sơn thiệt. Đó rồi. Còn keo ở đây á. Là gì? Là do tính nó keo kiệt quá. Rủ đi nhậu nè, rủ anh em đi nhậu. Anh em nhậu xong cái nó bắt anh em trả tiền luôn. Cho nên người ta kêu là Sơn Keo. Sơn Keo vô. Sơn Keo kiệt hiểu không? Trời vô. Tao nói không đúng sao mày chơi tao. Thôi thôi uống 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 cái đi bầu ơi. Coi như chưa có chuyện này xảy ra luôn đi nha. Thôi mà nói là quay lại vấn đề chính là bây giờ phải nghĩ cái tên. Bây giờ đi làm văn hồ mày tên cũng hẳn của quẹo ghê quá, không ai sợ. Đúng rồi. Bây giờ để tao suy nghĩ vô cái tên của mày. Tên này cho nó hay. Cái tên là... Đây nè. Nhiều hồi cái mỏ này nè. Không. Chê chê nè. Rồi tao đặt cho mày A chê. Được, 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 được. A chề hả? A chề là sao? Ê, tên A chề mày thấy được không? Để tao kiểm chứng coi. Quay ngang coi. Ý nghĩa. A chề là ý nghĩa. A chề giống như là tên của mấy Hồng Kông á. A gì nè, A chảy à, A cường nè. Được á. À, chúc mừng, chúc mừng. Bắt đầu từ bây giờ, tụi mày phải kêu tao là A chề. Tao đồng ý luôn. Vô. Bây giờ tên mày có căng nè. Thấy này nó không có điểm nào lòi giống mày không? Hai thằng mày là có tên. Nhưng mà tao là chưa có tên. Mày đặt tên cho tao. AK đi. AK là bắn bắn á.
là bắn súng luôn à, bắn súng luôn à. Rầm quá, mệt quá. AK đi với AK là đẹp luôn, AK đi với AK là AK bảo vệ, bắn thằng nào cho là bắn Trời ơi, mày xàm xàm đi. Hả? Mày chứ tao tao mày. Vô. Hết rồi, mày uống từ từ. Là phải hết. Mày từ từ mày uống, mày dồn. Không có anh em với nhau đi nhậu với nhau là phải đều với nhau. Hết, tao có tên. Có tên rồi. Có tên nha mày. Tên gì? Lắc kêu. Lắc kêu. Em lắc nghêu. Lắc nghêu á. Không. Con nghêu là bỏ vô trong nồi hấp xả xong rồi chín xong rồi lấy ba chĩa rồi chọt vô là bỏ vô miệng ăn thôi chứ không bao giờ mà lắc con nghêu. Mày xào quá mày. Là sao? Lắc nghêu là sao? À chị. Quay. Tụi mày có tên rồi, tao chưa có tên mà. Mày là con ma đó. Nhưng mày chửi tao ma. Tôi hết hồn mà. Là vì mới có một đêm mà mặt mày lông lá không vậy? Tao thường thường là đêm nhậu ngủ dậy là cái mặt tao giống như rừng Amazon gì đó. Trời ơi, bệnh như kỳ cục vậy? Bình thường chứ bệnh gì, mày nói bậy bạ không à. Trời ơi, nhìn mặt mày lông lá không nhìn. Lông cái gì mà lông? Cái này là râu. Thằng ông ai không có râu, có gì đâu, bình thường mà. Ví dụ như sắp sửa có một trận chiến mà hai bên giáp lá cà với nhau mà chỉ bị chém người ta đó. Mày đang chém người ta gì mà giơ dao lên cái mày kêu khoan chờ chút đi. Để chi vậy? Để nhậm bức anh cào cào hả? Mệt quá. Thôi rồi chút xíu nữa mày giúp tao mày thắt bính cho nó gọn này là được rồi. Thôi tao không rảnh đâu. Mày hỏi Sơn Keo coi có dao cạo đâu đưa mày mượn đi. Tao mượn cái dao cạo đâu coi. Vậy ồn ào quá thì cái gì? Mượn cái dao. Chưa bao giờ thấy cái dao cạo râu nào mà nó dữ dằn gì luôn á. Gì đâu dữ dằn, bình thường thôi. Anh em giang hồ mình xài cái này nó mới chất chứ. Mày tin tao chém một cái là người mà chảy làm đôi không? Mày tin không? Quên, xin lỗi. Sơ Keo mày hay giỡn quá. Mày đưa rồi cái đấu đàng hoàng đi. Dao cạo râu đàng hoàng. Rồi. Tao nói cho tụi bay biết, anh em của Sơn Keo là phải xài đồ chất. Đâu? Máy cạo râu Philip, hệ thống lưỡi cạo cơm phòng kết. Sử dụng không dây 40 phút sạc 1 giờ. Đầu tỉa chính xác SmartLick. Máy cào râu Philip. Máy dành cho anh em. Cảm ơn anh em đã giúp cho Lắc Kêu lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống. Máy cà râu Philip. Máy dành cho anh em. Tôi thấy tụi bay hơi xàm rồi đó. Máy của tao, tôi thấy máy của mày. Gì chú? Dạ. Băng chợ gà, nó kéo qua chứ băng chợ cá. Bây giờ anh Di Cá tập hợp hết tất cả anh em kìa. À, đây là lúc để tụi bay thể hiện đó. Nhưng mà nhớ đừng có liều mạng quá nha anh em. Yên tâm đi, tụi mình lúc nào cũng có nhau mà. Anh em mình từng nói sống chết có nhau. Anh chàng đâu rồi? Anh chàng quay tao đi nè. Làm gì đây vậy? Trốn chứ làm gì? Sao tự nhiên trốn? Trời phải trốn chứ, không trốn chém chết rồi sao? Ra chém lộn cho vui. Vui bà nội mày, chém lộn rồi mới đi chơi cho vui. Chém mình buồn quá ba. Mày khùng hả? Thôi đừng trốn nữa. Trốn chứ. Trốn mày hèn lắm ba. Hèn cho nên còn sống. Mày sung sung trong ai đó chém mày chết lên bằng thời nằm rồi sao? Sơn Keo đâu? Chắc nó nhầm lòng rồi chứ đó. Ơi Ê, ai có bao thuốc tả không? Cho anh em ra vô cứu tao. Mày bên băng nào không? Chợ cá. Chợ cá là giảm giá chứ bên chợ gà tính gấp đôi luôn, bị bên đó làm ăn được lắm. Mày nói nhiều quá, cứu tao đi. Quên. Ném ra nha.
chẳng nghĩ cho bản thân, nguyện xin xác thân anh em vì nhau. Sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Mai là anh em tốt thế nào ngày sau. Chém chết mẹ người lên cho tao. Anh Bảy, tôi nể anh là anh lớn trong giới giang hồ nên tôi không lớn tiếng với anh. Con mẹ anh, tại sao anh phất cờ cho đàn em của anh qua đánh đấm của tôi hả? Nè, đã là anh em trong giới rồi, với mình là anh lớn nữa, sống sao cho có nghĩa nha anh Bảy. Đừng có sống bậy mẹ mất nó coi thường. Thằng nào mới bậy hơn thằng nào nhỉ? Hôm qua mày giành ghế của tao thì hôm nay tao giành đất của mày. Em út mà hỗn láo thì mình phải biết dạy nó chứ. Mẹ. Ê, người văn minh đừng có nên chửi thề. Tao ngứa lỗ tai lắm rồi đó. Được, chuyện này tôi sẽ nhờ ông Sói giải quyết. Tao thách mày đó thằng chó. Mày mới là thằng chó. Ủa, anh Dê Cá, ông Bảy ông nói gì vậy anh? Thằng chó đó, nó nói là tao giành gái của nó, nên bây giờ nó giành đất của mình. Mẹ nó, giành nó riết nó làm tới à. Thằng chó với gà mày hay lắm. Sao Bích dạo này có vụ gì lộn xộn vậy? Sao Bích, sao Bích? Cái này là hợp xã Đạt. Tự nhiên nói sao Bích ở đâu đây? Quên, dạo này sao trên mạng ba ngày nào cũng nói ba cái vụ sao Bích rồi nhiễm luôn. Rồi, vụ gì? Có thời gian này hưởng thụ như tao đi. Chém hoài không biết mỏi tay hả? Tại bà mà, chuyện này là chuyện của chợ gà, chợ cá. Không có liên quan chợ gạo nha. Chợ gạo à, không chắc lắm bạn ơi. Vậy là kỳ này ăn Vi Cá kiện ông Bảy đúng không? Ừ, đúng rồi, thằng Vi Cá nó kiện ông Bảy cái vụ là giành đất giành gái gì đó, không biết được. Gái giành chi? Để cho tao. Hợp lẹ đi, sao bây giờ tụi bay sung dữ vậy? Ông nội muốn sung là sung như thế nào? Ừ, người ta trẻ, người ta đẹp, người ta có quyền. Vấn đề bây giờ á là bên chợ gà đang làm ăn ra, còn bên chợ cá thì buôn bán ế ẩm. Nên á, ông Bảy chợ gà được nước làm tới, muốn chiếm luôn địa bàn của người ta. Mẹ cha Bảy, vài bữa nữa có dịch cúm gà một cái hả? 10 gà còn chết chứ đừng nói 7 gà. Giống như cái kỳ mà gạo giả vậy đó, gạo nhựa vậy đó, bà nội thằng gạo còn chết. Cái gì vậy Bảy? Lắm, lắm. Cái chuyện là chuyện của chợ cá, chợ cá với lại chợ gà, đúng không? Đâu có liên quan tới chợ gạo, đúng không? Ông nội bữa hồi xưa à, làm cầu thủ đá banh hả? Hả? Bác xê hả? Hả? Chuyền bóng hả? Tại tôi lộn, em xin gọi lỗi anh 12. Em đâu biết anh ngồi đây. Thay lỗi cho đó. Xin chào các anh em võ lâm đồng đạo. Nghe nói á, lượt này bên chợ rau của anh làm ăn khấm khá lắm đúng không? Rằm tháng 7 người ta ăn chay nhiều, rau bán cũng được. Trời ơi, làm ăn được sao không qua khu massage tụi em ủng hộ vậy? Thì tất nhiên là hôm nay ăn chay. Ê, ăn chay à? Ừ. Ăn chay à, tối à có ngủ chay không? Nguyên một lám này cười ta không có quê. Tụi bay cười à, ta mới giận á. Thấy không? Nó cười đúng rồi. Thôi trời ơi, có gì đâu mà nóng, có gì đâu mà quạo. Mọi người giỡn mà. Đúng rồi, đau. Đau phải không? Qua khu massage tụi em làm cho anh hết đau. Thiệt không? Thiệt. Ôi da, lương duyên rồi. Hôm nay à, ngồi ăn chay. Anh ăn mặn. Đó anh qua. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà đông vui vậy? Trời ơi, này giống y chang như là Party Lady Night vậy đó. Party Lady Night. Party Lady. Đứng mẹ đi, nó văng nguyên lần. Xong cái party nè ông nội, cho anh em qua bên khu chợ tình của em nha. Nhất là anh Di Cá nè, em chăm sóc cho, em đang khuyến mãi luôn đó. Thôi nín đi, bà chỉ khuyến mãi cho khách mới, còn anh em qua mà chặt xác dán. Trời ơi quan quá à. Em đâu có làm vậy đâu, anh nghĩ đi, từ hồi cái khu chợ tình của em ăn nên làm ra bên anh cũng hưởng sái vậy. Khu chợ xăm của tôi có ăn nhậu gì với khu chợ tình của bà? Trời ơi, thì anh cứ nghĩ đi nè, người ta qua bên em chơi nè, cua này cua người nọ nè, xong rồi thất tình qua bên anh xăm mình, đúng không? Đúng không? Em nói đúng không? Cho em xin chàng pháo tay khích lệ đi nè. Dạ. Ông nội, cưng ông nội quá anh trời. Anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy,
Anh bậy. Wow. Yeah. Ngày hôm nay có đầy đủ mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ tôi. Ủng hộ. Ồ màu chổi cái ly vô đầu bây giờ. Ly vô đầu. Lên. Tới đây á, mày làm như là mày lực lên chức kìa. Tụi tao coi xử tội mày đó. Xử tội. Im đi. Nghe anh Bảy nói không? Xử tội gì? Anh Bảy ơi, lâu quá mới gặp anh Bảy. Không phải gu tôi. Ê, lái máy bay cũng được. Cũng không phải gu anh. Nhớ trả nợ cho anh đàng hoàng. Ôi, nội làm em đau quá à. Cứ qua đi, cho em khuyến mãi cho nha. Lời nói đầu tiên cho Bảy tôi gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các băng nhóm giang hồ ngày hôm nay. Và Bảy tôi rất là vinh hạnh được đón tiếp tất cả các băng nhóm giang hồ đã có mặt. Hình như là mình đi lộn sở không? Không có giống như là cái cuộc họp, nó giống như một cái tiệc đám cưới á. Đám cưới hả? Chú rể đây rồi, cô dâu đâu? Dạ em. Tao tán bây giờ đằng sau lưng thì được. Cái gì nữa? Nè, anh diễn hề như vậy đủ chưa? Hôm nay mọi người tập trung đông đủ về đây là để xem ông sói trị tội của anh như thế nào. Về cái tội hôm qua anh ngang nhiên cho đàn em đánh úp khu chợ cá của tôi, anh còn tự tin tuyên bố là trả thù tôi đúng không? Tôi làm cái gì anh? Ê, Du Duyên hả? Diễn hề gì diễn hề. Tôi nhậu từ hôm qua xỉn, ngủ tới bây giờ không có biết gì hết nha. Không. Mẹ mày, hay lắm. Nhưng mà mày không qua mặt được con sói đâu. Ok. Chàng trai trẻ, đừng có ngậm máu phun người. Trong cái chuyện này tôi vô can, tôi không biết gì hết. Ê, đừng có sao. Không có lửa làm sao có khói. Đúng rồi đó. Giờ giờ hôm qua trong điện thoại á, ông nói đại ca giành gái của ông, xong cái ông giành địa bàn lại. Giờ ông chối hả? À, đúng rồi, ông hết xí quách rồi, gái bỏ ông rồi, đúng rồi. Đúng là một lý do. Cái lũ đạn tụi bay, chối là chỗ người lớn nói chuyện. Đến phiên bạch tụi bay lên tiếng hả? Ba thằng bay là băng nhóm nào? Đàn em băng nhóm nào? Là đàn em của tôi. Tôi mới nhận á. Có ý kiến gì không? À, cũng là anh em, người trong xã đoàn không mà. Anh em thì lúc nào tao cũng thương yêu hết. Chỉ nựng thôi. Đúng thiệt, chủ nào tới nấy. Thời thế tạo anh hùng mà, đúng không? Ê, mà nãy anh Di Cá nói gì vậy? Nghe không rõ. Anh Di Cá nhận tụi mình là đàn em rồi đó. Nhận rồi hả? Ừ. Trời, thiệt không? Mình là anh hùng mà nó hiểu chưa? Ê, nhưng mà cái ông đó, ông vừa quýnh mà vừa nựng là sao ta? Chắc ông có cái công tắc á. Công tắc gì? Ủa, công tắc là gì? Không hiểu sao, hiểu đi, kệ ông đi. Có chuyện gì mà tụ tập đông vui như vậy? Tôi ước gì lúc nào anh em cũng... Trời ơi, cái ghế ngã. Sao tụi bay thấy không biết đỡ vậy? Dạ, mời ông sói. Ngồi xuống hết đi. Chà, Bảy, lúc này nhìn mày phát tướng dữ ha. Dạ, em được vậy á là nhờ Hồng Phát và lại sự chiếu cố của ông sói mới được vậy chứ. Còn mày, gọi tao đến đây làm chi? Thì là chuyện của em đó. Lúc nãy em có gọi nói chuyện với ông sói rồi. Anh em có đứa nào bị thương không? Dạ có. Có thằng nào chết không? Dạ không. Vậy là tốt rồi. Mày coi lo cái chuyện thuốc thang cho mấy đứa nhỏ. Dạ, cái đó chuyện nhỏ là trách nhiệm em à. Chứ lại nhớ dặn mấy đứa đàn em của mày bớt điên lại. Mấy hôm nay trời nóng lắm, điên với ai cũng được. Tuyệt đối đừng bao giờ điên với anh em. Rõ chưa? Ông sói cứ yên tâm. Trời, cái chuyện này em nói hoài đó chứ. Nhưng mà tại vì em trăm công ngàn việc, với lại đàn em đông quá, quản lý không có sể. Thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Mỗi người nhịn nhau một chút. Chuyện kết thúc ở đây. Sao kết thúc được ông sói? Còn chuyện ông Bảy giành đất của em thì sao? Ông cứ dựa vô cái lý do á là em giành gái của ông, nên ông giành đất của em. Nè, chàng trai trẻ,
nói phải có sách, mách phải có chứng. Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng đúng không? Ơi, ngày hôm nay có đầy đủ tất cả anh em, đầy đủ các băng nhóm ở đây. Bảy tôi xin mời tất cả mọi người tới nhà hàng. Bảy tôi khao hết, chúng ta sẽ ăn nhậu xả láng một bữa. Đồng ý không nào? Đúng vậy, nhậu đi. Bớt căng thẳng lên đi nha, bỏ hết chuyện cũ đi. Cá, mày đừng có căng nữa, mày thả lỏng cơ thể mày ra đi. Đúng không? Chuyện của đám đệ tử để tụi nó tự giải quyết. Đúng không? Nó giải quyết không được thì mình mới ra mình giải quyết. Mình là đại ca mà, mình phải ngồi ở đây, mình chứng kiến tụi nó. Chuyện của tôi không biết cái gì mà nói. Sao mà không biết? Bây giờ nếu chú buồn, chú qua anh luộc rau muống chú ăn, chú khôn ra. Còn không, qua đâu xăm phi cho mày chữa hận. Thôi, trời ơi, thôi nhức đầu quá. Không có rau muống, không có đi xăm phi gì hết. Bây giờ nghe đồn là ai bao đi nhậu đúng không? Bà con gái nhậu nhẹt. Đúng rồi. Ê, tao đánh giá mà. Muốn nhậu tới qua anh nhậu. Đúng rồi, con gái à, nhậu. Ủa, không lại là con gì? Mẹ, mày đụng lấy giới tính của tao quất vô mặt bây giờ. Không thôi, về nè, không ăn, không nhậu, không sắm mình, không làm gì hết. Thì qua chợ tình em đi, em khuyến mại cho anh Di Cá ha. Em đi. Con mẹ này. Cố gắng giữ cái chợ cá nha. Anh Bảy, cho em lẹ mấy đứa. Đâu? Hôm nay phải nói là một ngày rất là vui. Sau bao nhiêu năm làm trong khu chợ cá thì ngày hôm nay cũng được anh Di Cá nhận làm đàn em. Thấy sướng không mày? Sướng chứ sao không sướng. Nghĩ lại anh Di Cá tôi nể anh ghê luôn nha. Ảnh sống nghĩa khí. Anh Di Cá mà nói sao nữa? Đậu phộng ông Bảy. Dám tán như mặt tao nè. Lũ đạn ổng. Ổng còn dám xúc tao nữa chứ. Cộng giá ổng chơi tao luôn nè. Giờ nghĩ lại tao thấy quê quê á mày ơi. Bởi vậy ba anh em mình thề sống chết có nhau đúng không? Mình phải tập trung lại, hợp sức lại, chơi lại ổng. Ê, mày bình tĩnh đi. Giận quá là mất khôn á. Ba anh em mình muốn gì phải bàn bạc với anh Di Cá. Ê, mày không muốn lập công với anh Di Cá sao? Anh hùng là phải biết tạo thời thế. Cái đó mày dạy tao mà. Chúng lẽ thời thế tạo anh hùng mấy cha. Thì đó. Tao có cách. Theo tao. Sóng gió như gục ngã ta, anh em ta bên nhau cùng vượt qua. Dù bao gian khó, chẳng đôi thay lòng, bao trở ngại cũng xong. Có những lúc mỗi bước chân buồn chi chai, anh em ta bên nhau con đường dài. Cùng sông bao đông, sông không hài lòng, vai thề vai chung một lòng. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu đau, sống chết ta vì nhau. Với những nhân ta quyền thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu bất bình ngang trái. Máu đông tranh chung một dòng, nghĩa khi trái tim mở rộng. Chẳng nghĩ cho bản thân quyền xin sát thân anh em vì nhau. Sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Mãi là anh em tốt của nhau. Ngày sau
anh em ta bên nhau cùng vượt qua. Cái gì vậy? Anh à, cái gì? Anh Bảy không có cút dạo đầu gì hết à? Trời ơi, mấy mấy trò con nít còn anh là đại ca chợ gà, anh thái thịt gà lắm, nhất là gà bó thôi. Để em massage cho đại ca chợ gà nha. Dòng màu nắm sống không hài lòng, vai kề vai chung một lòng. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu sống trên ta vì nhau. Với những nhân ta nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu vẫn đi ngang trách. Mong đến đây chung hòa sầu, biết khi trái tim mở rộng. Chẳng nghĩ cho bản thân nguyện xin giá thân anh em vì nhau. Sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Mai là anh em tốt của nhau. Ngày sau. Má những nó ra luôn. Mày luôn ra. Con mày kìa, con mày kìa. Đây. Cho đàn em sạc bằng hết tụi nó cho tao. Tôi là công an, không phải đàn em của anh. Ồ, vậy hả? Đại ca đang nằm bệnh viện nè. Lên nhanh đi. Không, không là lên liền. Lên nhanh, đại ca đang nằm bệnh viện không? Anh Bảy ơi, anh Bảy ơi. Đại ca đang nằm trên này. Trời ơi, anh Bảy ơi, anh gây đi như vậy á. Người chợ gà ai quản anh? Kéo ra đây hết. Kéo lên. Anh Bảy, anh đi như vậy, con của hai đứa mình ai nuôi hả anh Bảy? Ủa trời ơi. Ủa? Bà bị điên hả? Tính tạo xì canh rồ trong giới giang hồ hả bà nội? Ôi anh Bảy tỉnh rồi. Nào, nào, nào. Trời ơi, tụi bay ồn ào quá. Lâu lâu tao mới có cơ hội được nghỉ ngơi như vậy mà ấm sùm quá là sao ta? Mệt ghê, nghỉ ngơi đi du lịch với em nè. Nằm đây chi trời. Đi du lịch với bà thà tôi vô nhà xác sướng hơn. Kỳ quá à. Anh này cứ la em hoài à. Nè, mà nếu anh vô nhà xác anh đi mình anh nha. Chứ em chịu lạnh không có nổi đâu. Tụi bay cười con mẹ hay gì à. Vui lắm hả? Tao vậy vui lắm hả cười. Thèm thuốc quá. Đây đại ca, đây có thuốc cho. Đúng đây đại ca. Đây đưa tao làm luôn. Điên, điên. Chồng biết điên hả? Đúng cho cố vô rồi. Chồng tao hút cho banh phổi hả? Hả? À, đi ra, nhanh lên. Để một điếu thôi, để một điếu thôi. Dạ. À, thấy cưng dễ sợ không? Cái miệng hút thuốc cũng thấy ghét nữa. Dễ sợ, cưng dễ sợ. Hút một ngao thuốc vô mới thấy cuộc đời nó ngắn ngủi như lạc khói thuốc. Anh Bảy, thằng nào đánh anh hả? Mày có điên không vậy? Biết là giờ này mày đâu có ở đây mày đứng nói chuyện tào lao vậy. Mày có công có chuyện mày đi làm rồi đúng không? Muốn gì mà... Em sai nữa anh. Ủa em hư quá, em hư quá, em hư quá à. Em xin lỗi anh Bảy nha. Anh Bảy, em hơi thiệt anh nha. Anh có gây thù chút quán với ai không? Thì tụi bên chợ cá với ai. Mà tao biết là thằng Di Cá nó không dám làm bị ông sói đã ra mặt. Nhưng mà tao biết hai ba thằng đánh tao lận. Trong đó không có nghe ra được cái giọng thằng Di Cá. Có khi nào là đàn em của tụi Di Cá không anh? Đàn em của tụi Di Cá. Anh Bảy, anh nhớ hôm bữa mình họp xã đoàn không? Có ba thằng nhóc mà anh đánh nó để Di Cá đó, anh nhớ không? Tao nghĩ là ba thằng chó thôi chứ không ai. Vậy là quá đúng, ở không làm gì? Đi, đi, đi. Sang bàn chợ cá, sang bàn chợ cá, sang bàn chợ cá. Chính xác. Mày ồn ào quá vậy. Giải quyết liền chứ anh. Khoan đã. Bức dây là động rừng. Tụi bay làm tụi nó sợ quá, nó bỏ chạy hết, nó trốn hết. Tụi bay âm thầm điều tra ba thằng này cho tao. Đại ca, hình như biết ba thằng đó. Một thằng là thằng Sơn Keo,
nó bán bao cao su dạo. Một thằng là thằng A Chê, thằng cuối cùng á là thằng Lắc Kêu, nhân viên đẩy xe cá dạo, nó mới được nhận về làm đàn em. Tụi bay tìm tấm hình ba thằng chó đó cho lên bàn thờ cho tao. Tìm đi, tìm đi, tìm đi nghe chưa? Để tao. Chưa biết bao nhiêu mình làm rồi. Chuyến này hả, mỗi thằng mỗi không mình nhà cho mình cái chắc luôn. Lỗi cũng tại mày bày trò ra. Hẳn là mình phải trốn trôi trốn nhủi nè. Chứ không phải mày muốn làm anh hùng tạo thời thế hả? Tại nó chứ tại gì tao. Ta ba. Ý, anh đi cá. Dạ, anh đi cá. Bí mật của cung trời cá mà anh em từng hay nói không? Tao nghe nói lâu lắm rồi mà hôm nay tao mới được vô đó. Ba đứa mày tự ý làm như vậy là biết ảnh hưởng tới anh không? Theo luật của xã đoàn, anh phải giao ba đứa mày cho anh Bảy. Nhưng mà dù gì, trước mặt ông Sói, anh cũng đã thừa nhận ba đứa mày là đàn em của anh rồi. Đã vô giang hồ rồi thì phải nói tới hai từ nghĩa khí. Không có, anh cứ giao tụi em cho ông Bảy đi. Đúng rồi đó anh Gì Cá. Không phải tụi em gì bị ông Bảy quýnh trước mặt mọi người mà tụi em quê đâu. Mà do ông Bảy á, làm được anh em mình quá cho nên em mới xử ông thôi. Đúng rồi, anh gật đầu tiếng đi. Em kéo băng qua chơi ông liền á. Mày có băng hả? Mày có đàn em hả? Đã là anh em với anh thì suốt đời sẽ là anh em. Đây là 50 triệu, ba đứa mày cầm mà về quê sinh sống đi, lo làm ăn rồi ở dưới luôn, đừng có lên đây lại. Nếu mà lên trên này á, đàng hoàng là mất mạng với băng nhóm chợ gà nghe chưa. Gì Cả, chuyện này anh lo tụi mày không được rồi. Nhưng mà cầm tiền lên đi. Anh Gì Cá đúng là thần tượng của em. Đại ca đúng là đại ca, đúng là nghĩa khí. Mặc dù tụi em mới làm đàn em anh được có 3 ngày thôi, nhưng mà em không bao giờ dám quên ơn của anh đâu. Sao cũng được, đi đi. Ê, đi đâu á? Đi về. Về hướng này vô toilet, cửa ra bên này nè, bước xuống cầu thang. Có xe đưa tụi bay ra bến xe đó. Nè, nhớ giờ đó làm ăn cho đàng hoàng nghe chưa. Đi đi. Về đâu? Không có về quê tạp. Tao sao không được cái bụi đời mà. Với lại anh em mình đã từng hứa sống chết có nhau, tụi bay đi đâu tao đi đó. Nhớ nghe anh dặn nè, đừng có dính dáng vô cái nghề này nữa, tương lai không tốt đâu. Đi. Cảm ơn Gì Cả. Sau khi ám sát anh Bảy Gà không thành công, A Chề, Sơn Keo và Lắc Kêu đã được giang hồ chợ gà cho lên bàn thờ và truy tìm khắp nơi. Mặc dù chỉ mới là đàn em của anh Vi Cá được 3 ngày, nhưng vì nghĩa khí anh Vi Cá đã cho một số tiền để trốn về quê sinh sống. Liệu ba anh chàng này sẽ đi về đâu? Còn mối hận thù sâu đậm với chợ gà và chợ cá sẽ như thế nào? Yeah! Yeah! Yeah!
Ủa đi trốn sao giống như đi du lịch quá vậy? Mày ngu quá à. Thì cái chỗ mình trốn nằm trong khu du lịch thì giống như bây giờ mày vừa đi trốn vừa đi du lịch vậy thôi. Ừ đúng rồi. Nè bây giờ nè, đang đi xe bò trên bãi biển nha. Chút xíu nữa tao sẽ dắt tụi bay vô một cái chỗ mà cả cuộc đời tụi bay chưa bao giờ được đặt chân tới. Gì ghê hả? Đẳng cấp VIP. Ồ ghê hả? Tao đó, tao cho tụi bay đi ăn hải sản mỏi miệng luôn. Tao nghe mày kể đã ghê luôn á. Lâu lắm rồi tao mới có một cái cảm giác mà nó sung sướng như bây giờ. Cũng nhờ anh Bảy láo cá cho nên ba anh em mình có chuyến đi thú vị như vậy. Ê, nghĩ đi nghĩ lại nha. Thấy anh Di Cá tốt tụi mình thiệt luôn á. Ra giang hồ mà gặp được người tốt như vậy á là tụi mình có phước lắm đó, hiểu không? Ê, mày nhắc vụ anh Di Cá, tao đang lo không biết giờ chở cá mình sao nữa. Thôi, cái chuyện mà chở cá có anh Di Cá lo rồi. Còn ba anh em mình bây giờ á, lo hưởng thụ đi. Ha? Ok. Cho thoải mái đi. Cho con bò chạy nhanh chút đi. Tụi bay lật tung cái chợ cá lên tìm cho bằng được ba thằng chó đó cho tao. Anh Bảy, em nghĩ chắc tụi nó bỏ trốn khỏi Sài Gòn rồi. Tụi nó không dám ở đây đâu. Cho dù nó ở xó xỉnh nào mày lâu gặp tao, từ lúc bước vô giang hồ tới bây giờ chưa lúc nào tao bị nhục nhã như vậy. Tao mà không xử được cái nỗi nhục này, tao không phải là con người. Tìm bằng được đó. Ê, ồn ào quá. Ê, anh Bảy, anh em cầm đồ chơi qua khu em làm gì vậy? Mày kêu ba thằng đệ tử của mày á, chạy hòm đang khuyến mãi kêu nó qua lấy hàng kìa. Ưa vụ này hả anh? Thôi, mấy đứa đó nó còn nhỏ mà chắc nhất làm cái gì. Với lại em đã dạy nó một bài học bối cổ về quê rồi. Anh Bảy, nể tình anh em chúng ta đó giờ ở khu chợ mới này, bỏ qua cho tụi nó nha. Mày, tao đánh mày xong rồi á, tao xin lỗi á, được không? Hả? Tao nói cho mày nghe, tao cho mày 3 ngày mày phải lôi đầu ba thằng đó ra gặp tao, nếu không là không có yên chuyện với tao đâu đó nha. Để ông kéo người qua sáng bằng khu chợ gà. Thôi, dù gì lỗi này là cũng của ba thằng nhóc. Với lại thằng cha Bảy bị đánh một vố nhục nhã như vậy, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua đâu. Vậy ba ngày sau mình có giao ba thằng nhóc cho ông không anh? Để tao tính. Yeah! Đã thiệt chứ? Đã thiệt chứ. Ê, ê Lắc Kêu. Hả? Mày kiếm được chỗ này hay á. Đẹp ghê luôn. Resort đẹp ghê luôn á. Sao? Tao thấy bây giờ á, ba mình giống đại gia quá mày. Chứ sao nữa, bây giờ mình là có nhiều tiền rồi, mình phải ở resort nó mới đúng đẳng cấp của mình, hiểu không? Hồi trước tao bắt còng ở dưới biển kìa, ở dưới đó bắt còng chỉ đứng đó nhìn lên đây là không dám vô luôn á. Vậy coi như nay ước mơ thành sự thật rồi đúng không? Chứ sao nữa. Không mà tao nói thiệt nha, nếu mà đại gia mà sướng vậy, tao nguyện suốt đời được làm đại gia. Trời, mày ước mà được, mày muốn hay được à? Trời. Wow. Cái quê cửa, cái quê cửa. Em hồ. Trời ơi, bậy luôn. Cái này người ta gọi là bông hoa lài mà cắm vô cái bãi bãi vàng á mày. Bãi vàng mày sao? Đại gia đó con. Ổng đại gia. Châu. Trời ơi. Ước gì ha. Ê, nhìn kìa. Ê, tụi giang hồ kìa. Ôi, không lẽ tụi chợ gà truy sát xuống tới đây luôn hả? Bậy bạ. Làm sao tụi nó biết tụi mình ở dưới đây mà truy sát? Bậy bạ không à. Ôi, có khi nào anh Di Cá bắt đứng tụi mình không? Phải. Ôi, tụi nó đông quá tụi mày. Bây giờ sao? Tìm cách giọt nó chứ sao? Nhưng mà... Mày nhấn cái gì nữa? Đóng tiền vô đây mình chưa có ngủ được giấc nào hết, tự nhiên về. Trời ơi, tới giờ này rồi. Mày đi xuống âm phủ mày hưởng một mình mày đi. Làm gì tụi bay? Đi. Đợi tao. Đợi lại. Bây giờ mệt quá rồi. Tao cũng mệt quá. Không có chạy nữa. Bây giờ đứng im nè. Nó muốn làm thì nó làm đi. Tao buông xuôi luôn. Là tao nè. Tao buông xuôi luôn đó. Ê, nó nghe nè, bộ tụi nó đuôi không thấy mình hả?
Ủa mình đứng đây sao nó không thấy ta? Quê quê quê, tụi ta đây nè, quê ơi. Ta đây nè. Ê, tao đây nè, chạy đâu dữ vậy mấy ông nội? Mấy ông mắc chạy, mà không có đuổi theo tao. Tao không nói sớm, mệt chết mẹ. Quê 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 quê, hả? Mỹ Nhân gặp nạn kìa. Anh Hùng cứu Mỹ Nhân đi. Thôi, lo thân mình chưa xong, lo chuyện người ta. Nhưng mà người ta đẹp quá chừng kia cha. Đẹp nhưng mà Mỹ Nhân là của đại gia, không phải của mày, hiểu chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Mày nói đây tao mới nghĩ nha. Bây giờ đừng cứu Mỹ Nhân nữa, mà anh em mình cứu đại gia đi. Ừ. Mày điên hả? Lo cái mạng tụi bay đi. Khu tao sống tao biết. Mày dính dáng vô mấy chuyện rắc rối này hả? Là chỉ có đổi mạng tụi bay thôi. Đó là mày nói về vấn đề thất bại. Còn nếu như thành công thì sao? Nếu tụi bay thành công, dân ở đây sẽ rất biết ơn tụi bay. Dân ở đây sống có tình có nghĩa lắm. Mày nói vậy đúng không? Vậy anh em mình đi cứu người đi. Hành động. Để lên. Theo tôi. Bọn mày là ai nữa? Muốn sống thì đừng có hỏi. Để lên. Để lên. Đi. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu, sống chết ta vì nhau. Với những nhân ta nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu vẫn bình ngàn trai. Mau đóng trái chung hồn sầu, biết đi trái tim mà giàu. Chẳng đi cho bản thân nguyện khi sát thân bạn nghe vì nhau. Sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Mai là anh em tốt của nhau, ngày sau. Ê, anh trai bình tĩnh chứ, có gì từ từ nói trong cái gì đó. Hồi nãy tao còn sợ mày nghe chứ mày. Bây giờ tao có bạn tao lại rồi nè. Chứ sao? Tao nói mày nghe nha. Tao không thấy thằng giang hồ nào mà sung như mày hết trơn á. Mày dư sức lắm hả mày? Hả? Nói mày nghe lên đây, mày nghe lên đây, mày nghe lên đây. Nói cái mặt mày nghe lên đây à? Mày nghe lên đây à? Hả? Mày nghe lên đây à? Mày nghe lên đây. Tao nói với mày nghe nha. Mày nhìn coi xung quanh mày còn ai. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Mày nhìn không? Mày nhìn không? Này coi, thằng này nói như nó không có đầu đó, không có lỗ tai. Không có lỗ tai. Lỗ tai cay hiểu không mày? Hả? Hả? Kênh hả? Kênh hả? Kênh này. Kênh này. Tao nói cho mày biết nha, cái mặt bư của mày nha. Cái mặt bư mày giống ai vậy? Tao biến mày. Ủa mày mới kêu nó biến xong luôn á. Mày kêu nó biến rồi quýnh nó xỉu rồi sao nó biến? Thì mày kêu biến là quýnh nó biến khỏi mặt mình. Thế mày ngu quá vậy? Mày hiểu từ biến không? Biến ở đây có nghĩa là mày đuổi nó đi, là mày tha cho nó để đi chỗ khác á, chứ không ai kêu mày quýnh nó hết trơn á. Ủa chú phải biến là biến kiểu vậy hả? Hai phòng. Chuyện gia đình nói chuyện xong chưa? Chờ chút xíu đi, tao nói chuyện riêng mà cứ nhảy vô hoài. Cái gì tao không biết, từ từ mày nói tao rút kinh nghiệm chứ mày làm gì mày la dữ hả? Mày gì? Rút kinh nghiệm hả? Rút lựu đạn thì có, bây giờ nó xỉu rồi sao mày rút kinh nghiệm? Trời ơi, làm thì từ từ làm chứ, tao từ từ tao nghe tao hiểu tao làm nhưng mà làm dữ thì kêu nó vậy có gì đâu, làm dữ trời vậy vậy ơi. Thôi mày rảnh rỗi quá mày ơi. Mày mới rảnh đó mày không làm. Thôi. Ở gia đình á mà lộn xộn á thì xã hội á cũng không có được lớn mạnh. Bỏ qua nha. Tôm hùm của tôi đâu? Tôm hùm của ông ngoài biển chứ đâu đây? Không phải, tôm hùm á. Tôm hùm, mày ngu lẫn hai nữa. Tao không biết thì mày nói nghe. Tôm hùm đâu ngoài biển? Ý chú nói là tôm hùm trong quán nhậu, trong tủ kiến á. Là ông có đi nhậu. Không phải, người bạn gái của tôi hồi nãy á, nickname trên Facebook của cô á là tôm hùm. À, có nghĩa là cái cô hồi nãy đi chung với chú. Đúng rồi, đi chung với tôi á. Là tên tôm hùm. Đúng rồi. À, được rồi, vậy mà đây con nhắc chú đi kiếm cho. Đây. Dì ca ca. Là chỗ công cộng hai người cũng yêu nhau, xin mời về nhà yêu. Tôm hùm. Dạ. Anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng vậy. Anh thương em nhiều lắm. Dạ. Mình mới cứu ổng xong cái ông quýnh mình luôn vậy. Quýnh là phải rồi. Chỗ tôi đang tương phùng hạnh phúc, chọt vô. Tao thấy ổng quen.
Tao nghĩ là tụi mình sắp đổi đời rồi. Muốn đổi đời, tụi mày phải nghe tao. Dạ, ông Sáu cho gọi em. Mày tới trễ 10 phút rồi đó. Dạ, tụi em nhiều việc quá nên tới trễ chút xíu. Mày thì lúc nào mà không tới trễ, mà lúc nào cũng có lý do để biện hộ cho cái sự tới trễ của mày. Nhưng mà không hiểu sao tao lại thích làm việc với mày. Tại vì em tuyệt đối trung thành với ông Sói. Lần này tao có công việc quan trọng muốn giao cho mày. Mày sẽ đi lấy hàng cho tao. Đúng 12 giờ đêm nay tao sẽ cập bến. Và nhiệm vụ của mày là tới tận nơi và thử xem hàng đó là thật hay giả. Chuyển tiền và nhận hàng cho tao. Phải hết sức tập trung vào chuyến hàng lần này. Tao không muốn có bất kỳ sai sót nào. Bởi vì đây là chuyến hàng lớn, rõ chưa? Ông Sói cứ tuyệt đối yên tâm. Lần này em sẽ kéo hết anh em lực lượng để làm việc này thật tốt cho ông Sói. Mày có điên không? Chỉ cần kéo dài anh em thân tính và bản lĩnh, đâu phải đi chơi mà kéo cả đám. Rõ chưa? Dạ. Ông Sói thật là anh minh. Em xin phép đi chuẩn bị. Tối nay đúng 12 giờ. Ngày hôm nay á, ba cậu á đã cứu mạng tôi. Thì bây giờ ba cậu muốn tôi đền ơn như thế nào? Nói đi. Ba đứa con là ba đứa mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ, không gia đình. Cho nên là bây giờ ba đứa tụi con chỉ mong ước là có một gia đình. Con mong ước là được gọi ai đó là cha cho thỏa lòng mong ước. Cha ơi, cha ơi, xin hãy nhận ba đứa con làm con nuôi. Nhưng mà mấy cậu có biết tôi là ai đâu hả? Mà dám kêu tôi rồi dám nhận tôi làm cha nuôi là sao? Không cần, không quan trọng là ai, không quan trọng là cái gì. Nhưng mà chỉ cần được gọi là cha là tụi con vui rồi. Cha ơi, con nhớ không quên lời cha. Thôi, cảm động, cảm động. Thôi, được ha. Rồi, bây giờ ba cậu, không, ba con. Ba con ra mắt má nhỏ. Dạ, chăm á. Hồi nãy giờ tụi bay làm trò cùng điên gì vậy hả? Tụi bay muốn đổi đời không? Muốn đổi đời phải nghe tao. Không có tao sống tao biết. Thì ở chợ cá anh em mình còn khổ quá mà. Với lại ở đây đâu có anh em xã đoàn thôi, ráng chút đi. Nhưng mà nhỏ đó mình lấy mày chứa bằng má nhỏ luôn hả? Tao biết. Bây giờ mình kêu má nhỏ là không có cơ hội hốt hàng luôn á. Hốt bà nội mày. Đang lo cái chuyện đại sự không lo tào lao không à. Nghe được tao đi. Nè. Tính toán cái gì lâu dữ vậy hả? Xong chưa? Nghe lời tao đi nha. Dạ. Chào má nhỏ. Rồi má nhỏ chào tụi con. Má nhỏ chào mấy đứa mấy cái bao lì xì ăn bánh nha. Đây dạ. Đây của con. Có bao lì xì ăn bánh ăn mà bắn họng mày luôn nha con quỷ. Kệ có đỡ hơn không. Vậy. Làm gì thì làm ha. Gia đình chúng ta là phải biết đoàn kết với nhau để trở thành một gia đình hạnh phúc nhất. Lúc lên lúc lên tình mẹ tình cha, lúc lên cùng một mái nhà, lúc lên cùng buồn cùng vui, lúc lên hai tiếng gia đình. Ủa cái nhà bự bành kỳ luôn. Chắc là hay có ăn trộm lắm á cho nên là mới muốn nhiều người canh hè. Hay, nhìn là biết rồi.
ta tới người ta xiết nợ. Không phải, toàn bộ tất cả ở đây đều là anh em của cha. Chào đại ca. Đi vô nhà. Nghe nói vợ anh bị bệnh ha? Đỡ chưa? Có gì cần á cứ gọi cho tôi ha. Vào đây ha. Chịu vác xác về rồi đó hả? Sao không đi theo con tôm hùm đó luôn đi? Đi giải trí mà. Vui vui không có gì. Anh à, tôi dắt con về đây chào bà. Cái gì? Ông đi chơi gái còn dẫn con về bắt tôi nuôi nữa hả? Có tin tôi cho ông một viên không? Ôi, không phải, bình tĩnh. Bọn giang hồ đó cả nó truy sát tôi, nhờ bọn nó nên cái mạng của tôi mới dắt về đây được nè. Vậy tại sao kêu tụi nó là con? Nhận làm con nuôi để đền ơn cứu mạng. Chào má đi. Trời đất ơi, bà hạ súng xuống giùm một cái tay vậy sao người ta chào? Tụi con chào má lớn. Cái gì? Con má lớn là con má nhỏ đúng không? Hại nữa, má thôi khỏi lớn nhỏ, chào lại. Tụi con chào má. Rồi, mấy đứa con nó ngoan, nó chào mình rồi ha. Bỏ cái súng xuống giùm đi. Tôi tạm tin ông lần này nha. Tụi con đã gọi má bằng má thì má giao cho tụi con một nhiệm vụ quan trọng. Thì má cứ nói đi, chuyện gì tụi con cũng làm mà. Dạ. Lau sạch cái nhà cho má trước khi má đi công việc về. Cảm ơn ba. Cái gì cảm ơn gì ba? Bọn mày đang được làm thay công việc của tao hàng ngày. Ôi, bà ơi, tôi ra xe thẳng chào bà nha. Tưởng đâu làm con nuôi của đại gia là sung sướng lắm. Ai về cũng như thằng ô xin thôi. Tao thấy kế hoạch của con Lắc Kiêu nó sai sai á. Tự nhiên bà má lớn mà cầm hàng nóng cái tao thấy quéo quéo quá. Mày lo làm đi. Tao nghĩ là ba má thử thách tụi mình thôi. Thử thách hả? Thử thách gì? Tao điều tra hết rồi. Lão Nhị là chùm băng đảng ở Nha Trang. Mà ông bả thì không có con. Tụi mình mà được làm con nuôi của ông bả thì không cần phải sợ ông bảy chợ gà nữa. Hợp lý. Ừ. Hợp lý khỉ móc. Hồi nãy giờ mày cũng làm việc như hai thằng tao thôi. Mày điều tra ở đâu? Khu tao sống. Alo, anh à. Em chứ. Em hết cả rồi. Đang phê trên tận 9 tầng mây đấy. Hai ngày nữa mới tỉnh cơ. Em giỏi lắm người đẹp, tuyệt vời. Thế mà không thưởng cho em hả? Ok, chắc chắn là phải có rồi. Ok, gặp lại anh sau nhé. Con ơi, mấy đứa vô ăn cơm. Dạ. Thôi. Mừng quá được ăn cơm rồi. Đói muốn xỉu luôn á trời. Ủa má mấy công chuyện vậy hả? Vui vui không má, vui không? Không phải chuyện của con. Cho đồ ăn đi. Lẹ. Rồi, ngon á. Ăn đi tụi con, cho nóng. Ăn cơm. Dạ, hương mời cha, mời má ăn cơm. Mời ba má ăn cơm. Ngày nào á, ba má cũng ăn gì hết. Ăn chay rất tốt cho sức khỏe. Ngon không tụi con? Dạ, ngon. Con thì ăn nhiều vô nha. Ăn nhiều vô mày.
À, tôi xin lỗi, đợt này có một chút xin... Mẹ nó, giàu cứng tội ác rồi. Tốt. Tốt, tốt. Mày ở không đó ngồi mày chỉ trỏ hả? Ủa sao mình giống như là làm ô xin mà không có lương vậy? Tao thấy thằng Lắc kêu nó tính sai sai gì á. Tưởng đâu vô làm con nuôi của đại gia là ngon. Ai về đâu còn thua ở đợi không công nữa. Đã vậy còn phải ăn cơm chay nữa. Thôi thà tao lên chùa còn sướng hơn. Ít ra cũng được công đức. Tụi bay bớt cằn nhằn đi. Tao kế hoạch của tao. Tụi bay muốn ở đây êm ấm hay là muốn ra ngoài kia cho người ta chém? Hả? Kế hoạch gì? Trời cao đất rộng, thiếu cha chỗ núp, mắc mớ chưa đây chị? Thôi đi, nó nói thì cũng hợp lý. Thì coi như mày đi nghỉ dưỡng đi. Nghỉ dưỡng lũ đạn thì có. Thằng chó, mày đi chết đi. Hồng Sói, em xin lỗi, đây chỉ là sơ sót thôi. Ông Sói tha cho em lần này đi. Em hứa sẽ không bao giờ có sai lầm hay sai sót gì nữa đâu. Tao không muốn thấy cái bản mặt mày nữa. Ngày mai tao sẽ cho thằng khác lên nắm chợ gà. Còn mày với bức ăn chơi và gái gú, biến khỏi mắt tao. Em làm cho ông Sói. Ông Sói tha cho em lần này đi. Em hứa là sẽ không bao giờ có sai phạm hay sai lầm gì xảy ra nữa đâu. Tao nói mày đứng dậy, đi ra khỏi chỗ này cho tao. Viên! Mày dám đánh tao, mày nghĩ mày là ai? Mày là Sói thì tao là cọp, không phải con gà như mày nghĩ đâu, thằng chó. Ngu như anh Bảy Gà lúc nào cũng mê gái bị gài bẫy. Rồi có như lời ông Sói nói là sẽ đá đứt anh Bảy Gà ra khỏi khu chợ mới. Nói về ban chàng A Chề, Sơn Keo và Lắc Keo đi du lịch bụi ở Nha Trang. Vô tình đụng vào ổ kiến lửa khi biết vợ chồng lão nhị là mafia. Con ruột người ta mới thương chứ con nuôi hả? Một là làm ô xin, hai là chết. Nè, BD hơn má nha, bớt lại nha. 7. Sao dạ? Lâu lâu ghé chợ tình chơi mà mặc gì đâu mà buồn xo vậy trời. Đang bực mình. Hả? Đang bực hả? Đang bực thì đâu có được. Qua bên chợ tình là phải cho nó nứt. Nứt là phải cởi áo. Đây. Cái gì điên vậy bà nội? Sao dạ? Làm gì cắt kheo quá vậy? Đang nuốt không vô cái cục nhục này. Không vô thì nhả ra, lấy cục nhục đó chọi vô trong mặt của tụi nó. Chọi vô trong mặt của nó. Ừ. Anh nghi vụ này bị tụi nó gài quá. Nói ra thì ghét dễ sợ. Cái mặt này nè, mê gái lắm. Mê quá cho nên bị tụi nó gài. Gái ở chợ tình thiếu cha gì cũng mê. Mê đi, tôi lựa cho một con. Không thôi mê con này cũng được nè. Con này sẵn sàng chết vì... vì bẫy. Mê quá làm chi, để tụi nó gài hoài. Bực, ghét dễ sợ. Thôi mà cưng, đừng có giận mà. Đàn ông mà ai không mê gái đẹp. Chứ anh không mê gái đẹp là giống như cưng rồi. Anh biết cưng là thủ đoạn vô biên. Chỉ cho anh cắt coi. Cái này là chửi hay là khen gì ta? Tất nhiên là khen rồi. Trời ơi, mưu kế của cưng á là còn hơn Điêu Thiền, Võ Tắc Thiên, thằng Nga Muội Muội nữa mà. Nói giả dễ sợ. Nhưng mà nghe nó đã có lỗ tai. Em có cách. Một mũi tên bắn rơi hai con nhạn. Mệt thiệt luôn á. Tao không hiểu sao ba đứa mình là con nuôi của ba đúng không,
ít ra ba phải cho ba đứa mình sung sướng chút xíu. Tại sao cứ bắt làm mấy công chuyện lặt vặt của phụ nữ không à? Mày cũng biết nói mày là con nuôi mà. Con nuôi chứ phải con ruột không? Cũng kế hoạch của mày, sáng kiến của mày. Có lường trước được đâu. Lường trước cái gì? Tao thấy mày giống ở tù hơn á. Cứ ăn xong á ra lao động, ăn xong ra lao động. Nè, có lính canh nữa. Trời ơi, cứ vậy hoài. Bây giờ tôi nói mấy chú nghe, thà là ở trong này có người canh gác nhưng mà nó an toàn hơn. Còn hơn bây giờ bước ra ngoài thử cái coi, tụi chợ gà nó biết được nó giết chết luôn á. Ê, ngoan ngoan ngoan, bà thấy chào chưa? Cha, chào cha, chào má. Từ ngày á tôi đưa mấy đứa con về đây một cái nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ. Nhiều lúc tìm miếng rác đổ rác đâu kiếm không ra luôn. Ba má yên tâm đi. Tụi con á hả, ba má xài việc gì tụi con cũng làm được hết á. Hôm nay má có một việc quan trọng muốn nhờ tụi con. Dạ, tụi con thích làm việc quan trọng lắm. À, ba má tính rồi ha. Dạ. À, cả đêm hôm qua ba nảy ra một... Việc này không phải là những việc giặt giảnh ở trong nhà, mà là đi nhận hàng cho má. Ờ, hàng gì má? Cái gì trong này vậy má? Trong đó có 300 triệu. Cái... cầm giao cho người ta, rồi nhận hàng đem về đây cho má. Nhưng mà má có thể cho tôi không biết là lấy hàng gì không? Tụi con không cần biết. Sao con mở không được rồi má ơi? Không mở được. Trời ơi, 300 triệu luôn á. Cuối cùng á, thì ba nuôi với má nuôi cũng tin tưởng ba anh em tụi mình, giao cho tụi mình làm chuyện lớn rồi. Ôi, tại sao không nhân cơ hội này ba anh em cầm tiền bỏ trốn luôn rồi? Trốn hả? Ừ. Mình tính trốn đi đâu? Bữa anh Vi Cá đưa mình 50 triệu đúng không? Bây giờ mình có 300 triệu, tổng cộng là mình có 350 triệu. Hiểu không? Nhiêu đó là đủ làm vốn rồi. Mày nói chuyện như đúng rồi vậy. Sơn, ý mày sao? Sơn Kèo thấy ý kiến của Lắc Kêu rất là hợp lý. Đây là một ý tưởng táo bạo, mạo hiểm. Nó hay, nhưng cũng không hẳn là nó hay. Ờ, nó có lợi, nhưng cũng có thể là có hại. Mày nói gì vậy? Mày nói chuyện dễ hiểu chút xíu được không? Ờ, bây giờ tóm gọn lại là với số tiền 350 triệu, anh em mình có thể lấy bỏ trốn để làm ăn. Nhưng mà lỡ đây là một cái bẫy thì sao? Đúng. Ai chè nói Sơn Keo đồng ý, nếu như đây là một cái bẫy thì sao? Cuối cùng là mày theo với ai? Mày muốn đi hay mày muốn ở lại? Ờ, ai sao tao vậy? Quyết định đi. Ý mày sao? Nhịn á, chẳng gì. Còn cương á, chú chó. Đúng. Ai chè nói Sơn... Chơi mày. Mày tưởng tao muốn về chót hả? Làm gì rung dữ vậy? Tao thấy ớn ớn, tao sợ sợ sao á mày ơi. Đứng lại. Tụi mày lại. Tụi tao là con nuôi của lão Nhị. Mấy anh có phải là người giao hàng cho lão Nhị không? Đúng vậy. Mày sao sợ tao cóc đầu con nít con nôi. Mấy anh lớn rồi. Hàng đâu? Đây. Hàng chứ không phải cây hàng. Sao mày không nói sớm? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Một tay lấy hàng, một tay giao tiền. Đây. Đơn giản gì luôn hả? Ê, quên. Gì vậy? Quên hỏi cắt tóc tiệm nào. Lo gì phải không? Ê, mở ra coi, có cái gì trong này á? Từ từ. Ê, tao nghi lắm nha. 300 triệu. Với một cái hộp nhỏ như vậy, có khi nào trong này là hàng trắng không? Hàng trắng hả? Nếu mà là hàng trắng á, thì đơn giản quá. Tao vẫn nghi ngờ á, đây là một cái bẫy. Bẫy gì? Bẫy gì? Thì tụi bay cứ nghĩ đi. Nếu trong đây là bơm á, thì ba đứa mình phải là ba thằng chết thế không? Bơm cái gì mà bơm? Trong này không phải bơm. Tao thử cho mày coi. Quay. Thấy chưa? Có nổ đâu. Bơm cái gì mà bơm? Đứng dậy nè. Bơm cái gì mà bơm? Mày coi phim Hồng Kông biết mày bị nhiễm á. Bơm như bẫy. Ừ. Thì tao nghi ngờ thôi. Còn nếu không phải thì thôi. Vậy cũng nói. Nghi ngờ chi để nó liền lên không biết có hư hao về cha mẹ chửi chết luôn. Thôi về chứ gì tính. Ây da, đau. Né cái mặt đó, né cái mặt đâu ra nha. Né đây, ây da, trời ơi, né cái mặt đâu ra.
Cái gì mà ồn ào vậy? Thằng này chơi xong quỵt tiền má. Nó không chịu trả tiền. Sao kỳ vậy? Ở đây đâu phải chỗ từ thiện đâu mà chơi xong không trả tiền. Nhỏ gái của má lừa gạt tôi, nó không phải con gái, nó là con trai, tôi không trả tiền, ok? Là ai vậy con? Lặng bóng mì nơ đó má. Trời ơi, hết chuyện rồi. Hết chuyện rồi, chơi ngay nữ thần chuyển giới của má. À mà nè, chơi xong cũng phải trả tiền nha. Không những tôi không trả tiền mà bà còn phải ối tiền ăn lại cho tôi. Sáng giờ tôi ăn bao nhiêu tôi nhìn mặt nó tôi ối ra hết rồi, ok? Nghe cái mặt anh nha. Mày là thằng nào mà dám nói chuyện với tao kiểu đó hả mày? Hả? À, không tôi hả? Nè, tôi là đàn em của anh Bảy chợ gà. Mèo môn, ok? Con mèo môn đệ của cha Bảy chợ gà làm như đệ của chợ vàng vậy đó. Dạo này chợ gà làm ăn được lắm đúng không? Sao chơi mà không trả tiền vậy cưng? Thằng mèo môn là tới chơi gái chứ không phải tới đáp bóng. Có gái thì trả tiền, ok, bê đê. Mày giỡn mặt với tao hả? Thứ nhất, mày đến địa bàn của tao chơi không trả tiền mà còn lên mặt. Thứ hai, mày xúc phạm đến nhân phẩm của tao, xúc phạm đến giới tính của tao. Các con, đánh chết mẹ nó cho má. Khoan đã. Ô, anh Di Ca. Có chuyện gì vậy? Thằng này tới đây quỵt tiền. Thằng nhóc này hả? Tôi biết nó. Thì đó, nó tới đây nó quỵt tiền. Đã vậy còn xúc phạm giới tính của em nữa anh Di Ca. Chuyện quỵt tiền để tôi lo. Còn chuyện kia, xin lỗi chị Hoàng một tiếng. Nhanh. Lỗi. Nhiêu đây đủ chưa? Hôm nay mày hên lắm đó. Gặp anh Di Cá. Chứ không thôi mày chết mẹ với tao rồi. Với lại dạo này đám ma cũng nhiều. Bớt một thằng coi như bớt một bao thư nha. Anh Di Cá đúng là soái ca của xã đoàn. Thấy cưng quá à. Em đi nha. Cảm ơn nha. Đi các con. Anh Di Cá, đâu phải em đâu có tiền đâu. Chẳng qua em có tiền em muốn đưa thôi. Anh đưa nó làm cái gì vậy? Anh hiểu. Nhưng mà thôi, bỏ đi. Anh Di Cá, không mấy giờ anh cho em đi theo qua chợ cá anh làm được không? Chứ giờ bên chợ gà bị ông Bảy ông Dữ ông ăn hiếp em quá anh Di Cá. Từ bữa giờ á, khu chợ cá làm ăn ế ẩm. Lại nè, mày đã là đàn em của chợ gà rồi. Theo luật anh không thể nhận mày được. Nhưng mà anh Di Cá, em hâm mộ anh lắm luôn á. Cho em theo anh được không? Sau này có gì khó khăn qua khu chợ cá kiếm anh. Dạ. Dạ em cảm ơn Di Cá. Vậy đi. Dạ, xin chào anh Di Cá. Con sói có bao giờ không nhắn tin đâu. Uầy. 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 Sao vậy? Hey, hả? Có khi nào cha với má thiếu tiền giang hồ người ta xử không? Tạo luật giang hồ mà. Nợ tiền thì cùng lắm chặt tay chặt chân thôi, chứ không ai giết cả nhà vậy đâu. Như vậy là chuyện lớn rồi. Để tao đi tao bắt công an. Tiền hả? Mày đi báo công an. Mày đi báo công an là liên lụy. Liên lụy gì? Công an nghĩ mình giết người sao? Mình đang đi trốn mà. Đúng rồi. Với lại mày nhìn nè. Ờ à, vậy giờ sao? Ê, cha với má mày điên hả? Mày vô trọng lỡ mày có người phục kích sao? Ê, tôi thấy bây giờ tình hình đang căng quá. Hay là anh em mình trốn luôn đi. Để công an tới là chết luôn á. Tụi mày sống có nghĩ kỹ không? Cha với má còn trong đó. Mình mới vô cứu cha với má. Nói nhỏ thôi. Còn cái xác mình phải cứu nữa. Mày
hình như tiếng súng á. Giờ sao? Nguy hiểm lắm. Sống chết có nhau. Ê, đợi tôi bay lâu lắm rồi đó. Người ta thấy mình kìa. Ai đó? Ai biết? Núp cái gì mà núp? Nhà tôi bay mà núp cái gì? Hello. Hello. How are you? Hao con mắt mà chứ hao. Vô đi chơi. Chào má. Ba má. Chào má. Wow. Và bây giờ chương trình bắt đầu. Còn chờ gì nữa? Các con chạy đi. Chạy đi. Oh my. Ba đứa bay là con của hai ông bà này. Chỉ là con nuôi thôi, không phải con ruột của tôi đâu. Con nuôi con ruột gì cũng là con. Đừng làm như vậy mà. Bọn nó chỉ là người ngoài thôi, tha cho bọn nó đi. Tao hốt lần cuối. Ba tụi bay có phải là con của hai ông bà này không? Họ không sinh ra tụi tao, nhưng tụi tao coi họ như cha mẹ ruột vậy đó. Ok, ông này tao bắn từ lớn tới nhỏ luôn. Nhưng mà tính tao thương người lắm. Bây giờ mình thương lượng đi. Ok. Một là ba má tụi bay sống, nhưng mà ba tụi bay phải chết. Hai là hai ông bà này chết, tụi bay sống. Chọn đi. Mày cầm súng, mày nói làm sao không được. Mày tin tao đi, tao uy tín lắm. Mày nuốt lời thì sao? Thâm! Muốn bắn thì bắn tao nè. Để cho hai thằng bạn, ba má tao được sống. I like. Tao thích mày, anh hùng. Bây giờ mày cho tao xin tên đi, rồi khi mày chết tao giết cáo phó cho. Cứ gọi tao là Lắc Kiêu. Lắc Kiêu. Lắc Kiêu. Cha nghe cái tên mày thèm đi nhậu quá vậy. Nhưng mà khoan, mày chết, hai người này sống, hai người này sống. Ý, tao lỗ, tao lỗ. Nếu mày thấy mày lỗ thì bắn luôn tao đi, hai đổi hai vậy được chưa? Mày nè hả? Nhưng mà tao vẫn lỗ, tao thích tao lời. Anh em tôi đã từng hứa, sống chết có nhau. Ok. Một, hai, ba. Khoan đã. Trước khi tao chết, cho tao nói lời cuối. Ok, tao thích mày. Nói đi. Tao là thằng mồ côi, nhưng tao nghe người ta kể lại, ba má tao ngày xưa phải chèo thuyền thúng ra ngoài biển, bắt cá, bắt tôm về để bán. Khi mới đẻ tao ra, ba má tao không may gặp phải cơn bão lớn, bị sóng cuốn xác, cho nên tao không biết mặt ba má tao. Từ khi tao gặp ông bà Lão Nhị, ông bà đã cho tao gọi hai tiếng ba má. Tao vui lắm, tao hạnh phúc. Cho nên bây giờ tao nguyện chết để cho hai ông bà được sống. Còn cảm ơn ba má đã cho con gọi hai tiếng thân thương đó. Mày bắn đi. Mày nghe tao khóc luôn kìa. Nhưng mà tao nghĩ kỹ rồi tao không hiểu gì hết. Cho nên bây giờ tao phải bắn ba tụi bay.
xin chúc mừng lão nhị. Ủa vậy là sao? Là sao cho má? Chúc mừng tụi con đã vượt qua thử thách của cha với má. Ủa là sao cho má? Cho má làm tụi con hết hồn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, các con sẽ là tam thái tử Nha Trang. Bạn nói vậy là sao hả ba? Có nghĩa là tụi con sẽ là ba đứa con chính thức của ông Trùm tại vùng biển Nha Trang. Còn cái hàng này là gì? Cá bóp, để lát má nấu canh chua cho tụi con ăn. Ông Sói ơi. Ông Sói. Ông Sói. Dạ. Ông Sói nhắn tin cho em qua gấp giờ có chuyện gì không ông Sói? Ông Sói. Ông Sói. Ông Sói. Ông Sói. Ông Sói kêu tôi qua có chuyện gì không vậy? Mày làm gì ông Sói vậy? Ông Sói. Thằng khốn nạn mày dám giết ông Sói à? Không. Tụi bay bắt nó lại. Tao không giết ông Sói. Mày không Sói, thành lời ông Sói. Ông Sói. Tao không giết ông Sói. Tao không ngờ mày hèn khốn nạn như vậy. Mày nghĩ thủ đoạn mày giết chết ông Sói là thằng chó. Mày gài tao. Gài con mẹ mày. Bây giờ mày về xã đoàn đi xử mày. Bắt nó đi đi. Mày gài tao. Ông Sói. Tao là ông Sói. Thả nó ra. Ông Sói, em sẽ trả thù cho ông Sói. Khốn nạn. À, anh em coi sổ sách đi. Đây là sổ sách ghi chi tiết khoảng thời gian qua chợ cá làm ăn thua lỗ như thế nào. Và tôi biết được thằng Di Cá nó còn thiếu ông Sói một số nợ rất là lớn. Trời đất ơi, làm ăn gì mà lỗ lã dữ vậy anh Di Cá? Giờ này mà còn éo được thì nó làm ăn thua lỗ nó mới mượn nợ. Nó có thiếu nợ tôi nhiều lắm đó. Đúng rồi, bây giờ phong trào ta ăn chay mà, làm sao mà chở cá buôn bán được nữa. Hết tiền là đúng rồi. Thiệt sự luôn á, đẹp trai như vậy á mà thiếu nợ dữ vậy. Thôi là không dính vô, chứ dính vô là trả nợ cắm đầu rồi. Bởi vì quen với mấy thằng trẻ đẹp á, được á, nó đẹp mã, chứ không được cái gì hết. Đây, quen với mấy thằng già nè, được á ba, cầm chắc cái sổ gạo trong tay luôn. Ê, biết là như vậy, nhưng cũng không đủ chứng minh rằng Di Cá đã giết chết ông Sói. Chính mắt tụi tao đã trông thấy thằng Di Cá siết cổ ông Sói chết ngay tại nhà. Vậy tại sao anh có mặt ở lúc đó? Đúng. Tại vì ông Sói gọi tao qua. Bởi vì ông Sói muốn tao cai quản luôn khu chợ cá. Bởi vì thằng Di Cá làm ăn quá sức tệ hại. Mày sao xạo? Mày qua mày thấy người ta xiết cổ tao mày không can? Đúng rồi. Không kịp nữa rồi. Có cái này hơi bị vô lý nè. Tại sao ông Sói thông báo cho tụi này biết? Đúng không? Câu hỏi hay lắm cưng. Tối nay anh sẽ thưởng. Cảm ơn anh Bảy. Là bởi vì sao? Bởi vì ông Sói muốn hai anh em nói chuyện tình cảm trước, rồi mọi chuyện xử lý êm đẹp, lúc đó mới thông báo cho xã đoàn. Nhưng thằng Di Cá nó thấy mọi chuyện không ổn nên đã ra tay thủ tiêu ông Sói trước. Thằng chó. Tôi không có giết ông Sói. Tôi không có thù oán gì. Mắc mới thì tôi phải giết ông.
Mày im, mày im. Ai cho phép mày nói chuyện ở đây hả? Hả? Hả mày? Mày giết ông sói tao còn chưa giết mày. Tao còn chưa giết mày đâu ai trong tiếng hả? Thôi bình tĩnh coi. Nhưng mà khi tụi tới đó là ông sói đã chết trước rồi. Biết đâu được ông là người giết chết ông sói thì sao? Bằng chứng. Bằng chứng của mày đâu? Bằng chứng của mày đâu? Đây nè. Mày á, mày biết tao hay đi trễ nên mày đã cố tình mày tới trước. Mày giết thủ tiêu ông sói, tính hồng đổ tội cho tao. Nhưng mà trời thương cho tôi tới đúng ngay lúc tao đang siết cổ ông sói chết ngay tại nhà. Đâu phải một mình tôi thấy, tất cả mọi người đều thấy mà, đúng không? Đúng. Đúng. Tôi thấy vậy là tất cả những cái đó chưa đủ bằng chứng là kết tội thằng Di Ca. Bây giờ tạm thời giam giữ nó lại rồi mình điều tra tiếp. Ông lại thấy sao? Chú 12 đó đúng á, cẩn thận mấy cái miệng của mấy thằng đàn em tụi bay á. Cái chuyện này mình lộ ra ngoài một cái là nhúc với cái xã đoàn. Thôi bình tĩnh mà. Từ từ chuyện gì cũng giải quyết được hết, mọi người hết sức bình tĩnh. Tôi thấy chuyện này đơn giản mà. Nhà ông sói chắc chắn là có camera, mình chỉ cần mở camera ra và coi thôi. Thập tứ nương tuyệt vời. Ê khoan đã, nếu vậy thì đàn em ông sói đâu? Tụi nó đi đâu? Chết hết rồi à? Tôi cảm thấy cái chết của ông sói là một cái bẫy. Thật sự á, tao không ưa mày đâu thằng Di Ca. Nhưng giang hồ tụi mình á, sống là phải trọng tình nghĩa, đúng không? Bây giờ nè, tao không muốn ép mày, nhưng không đủ bằng chứng á thì không định được tội của mày. Mày cứ ở yên cái chỗ này, chừng nào đủ bằng chứng á thì biết được ai đúng ai sai. Nhưng mà trước mắt á là anh thấy trong cái chuyện này mày bậy rồi đó. Tôi xin lấy cái mạng của mình ra, đảm bảo là tôi không giết ông sói. Mày cái mạng của mày bây giờ không đáng một xu. Anh Bảy, cái thằng giam nó lại. Nhẹ nhẹ tay mấy ông nội, nó còn nợ tao đó. Ông nội, em sợ. Nóng quá à. Ôi mẹ. Anh bình tĩnh bình tĩnh. Em tới đây em cứu anh mà. Vậy thằng nào? Em mày muốn nè, nhớ không? Mày muốn nè. Hồi đó chợ tình anh cứu em đó. Bây giờ em tới đây, em trả ơn anh nè. Trốn đi anh, bỏ trốn đi, mau lên. Mau lên. Không được. Tao không có giết con sói, mắc mớ gì phải trốn. Trời đất ơi, em nói anh nghe nè. Chính ông Bảy là người giết ông sói. Cái camera quay hình được ổng xóa luôn rồi. Đàn em không phải ổng mua chuộc hết. Bây giờ anh có nước thánh cũng rửa không được tội anh đâu. Trước sau gì cũng chết à. Nghe lời em đi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mẹ nó, tao không ngờ nó thù tao như vậy. Thằng chó này tàn độc lắm. Mày nói đúng, nếu bây giờ anh không trốn, trước sau gì nó cũng giết anh. Bây giờ anh đi, còn mày thì sao? Anh đừng lo cho em, em cũng trốn luôn. Anh Di Ca, sau này anh lên làm đại ca đại rồi, anh nhớ nhận em làm đệ tử nha. Em ngưỡng mộ anh lắm. Anh sẽ nhớ cái nghĩa này của mày. Dạ. Sau này có khỏe lại, anh không quên mày đâu. Dạ. Cẩn thận nha. Tội thì lấy gì nó cứ tìm cách nó tẩu thoát. Đưa cho tao, đưa cho tao. Nè, đã tới mức này, đã tới mức này đừng trách thằng Bảy này nó vô tình vô nghĩa. Mày! Ê! Ê! Mày ơi! Cầm cái cây ỷ thiên, đồ lông đao đi chém người ta kìa. Bây giờ tụi trẻ nó nóng quá, nông nổi. Chém thôi đừng có giết, nó còn nợ tao đó. Tôi muốn binh nó mà binh không được. Trời ơi, chán kia luôn, bây giờ đẹp trai mà chết sớm quá, ổn quá à. Ôi mê mê kỳ. Khổ ghê luôn á, tôi ăn chay mà xã đoàn tàn sát hoài à. Ủa thiệt, giờ tốn tiền đi đám ma hoài luôn á. Tôi thấy vậy. Từ lúc đó ra đi, tôi thấy là tôi là đẹp trai nhất trong cái xã đoàn này. Làm gì vậy? Hả? Làm gì? Nhìn gì?
Ôi trời ơi, trời ảo sống chắc lắm bạn ơi. Mày có chạy lên trời với cá à? Đến giờ cuối mà mày còn cho đàn em chơi tao. Mày thâm lắm. Mày muốn một tay che trời không được đâu ấy à? Một tay tao che không được thì tao che bằng hai tay. Mày ngu như con bò, mày dám chơi tao hả? Chó, mày còn non lắm. Mày xuống âm phủ chơi với ông sói kìa. Bye bye Di cá. Rút. Tội mới bỏ trốn, anh Vi Cá đã sai lầm khi mắc cái bẫy chết của mèo Moon. Vậy ai đã ra tay giết chết ông sói mưu đồ toan tính hay là sáng ngôi? Nói về ba anh chàng A Chề, Sơn Keo và Lắc Keo ở Nha Trang, bây giờ cũng đã ngon lành là tam thái tử của một vùng. Nhưng liệu cái chết của đại ca Vi Cá, tam thái tử có về chợ mới dự đám ma ông ta? Trời ơi, công nhận cái đồ này vô người nó làm cười được rồi, chịu đấy. Bây giờ mỗi cái miệng nó cháy bài học. Anh Bảy, anh Bảy, xin lỗi anh Bảy, xin lỗi anh Bảy, anh Bảy ơi, anh Bảy ơi, anh Bảy, em nè, anh Bảy, mày mua nè. Trời ơi, cái mặt mày mắc cười quá. Không phải đâu anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy có chuyện quan trọng lắm, anh cứu em đi anh Bảy ơi. Thì cứu vô đây, cứu vô đây. Gì anh? Cứu vô đây. Gì? Cứu. Cứu. Anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy, em nói anh nghe nè. Tụi đàn em với cá, nó dí nó đòi chém em anh Bảy, anh Bảy ơi. Bây giờ ngoài anh ra không ai cứu em được anh Bảy. Trời ơi, mày đàn em của tao mà đi sợ đàn em với cá. Anh Bảy ơi, bây giờ tụi nó liều lắm. Tụi nó bất chấp, tụi nó không sợ ai hết trơn á. Gặp em mà tụi nó chém liền quá anh Bảy. Bây giờ em ra ngoài là em chết liền luôn á anh Bảy. Anh Bảy cứu em đi anh Bảy. Anh ấy kêu cứu em ơi. Chết cái này mệt quá. Mày nói cũng có lý. Mày nói không có lý, tao cũng hiểu tâm trạng của mày. Nhưng mà tại vì Hiểu đừng cái bao xin lỗi cầm lấy tiền đi chốt cái nơi nào đó, đi du lịch cho xả ra mèo một thoải mái đi. Mày đừng có bị căng thẳng quá, lánh mặt đi, xong rồi mày tìm con nhỏ nào đẹp thì đẹp, xong rồi mày lên cái vùng núi Quan Sơ gì rồi mày kêu một thằng khác gặp con nhỏ đó, rồi hai đứa quan hệ trước mặt mày. Thoải mái lên, đàn em của ta là phải thoải mái, hiểu không? Không có bị gì chết, không có bị gì chết, bị bệnh gì chết đâu. Thì chết là cái bệnh đó là mày để trong đầu hoài là máu là nó xì ra là nó chết. Dạ cảm ơn anh Bảy. Dạ chào anh em về. Dạ cảm ơn anh Bảy. Dạ cảm ơn anh Bảy. Chạy đi. Không muốn đàn em của tao phải căng thẳng đâu. Chơi chơi chơi. 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 Điện thoại. Cái điện thoại đâu? Thằng nãy con mèo mới vô gặp, bây giờ gọi cho thằng chó điền nè. Alo. Anh nghe đây cả. Chó điền à?
Tao có việc nhờ mày làm nè. Chuyện gì? Đi bắt mèo. Chó thích mèo. Tôi cần một vé Bangkok đi liền trong đêm nay. Đại ca, mèo Moon á, bây giờ đã thành người chết rồi. Ok, tụi bay giỏi lắm. Lấy tiền đó dắt mấy đứa đi ăn nhậu rồi qua chợ tình chơi một đêm xả láng đi nào. Dạ, cảm ơn đại ca. Dạ, chào cha, chào má. Dạ, chào ba má. Dạ, chào cha má. Đó, phải đẹp trai vậy mới là con của cha với má chứ. Dạ. Cha với má, bữa nay nhà mình có đại tiệc linh đình hay sao mà ăn hải sản rồi sang dữ vậy? Ủa, ba má nói ba má ăn chay mà. Ít lần này hả, ăn chay tới ngày mới ăn chứ. À vậy bữa nay chưa tới ngày. Đúng rồi, tới ngày mới ăn chay, nhưng mà không phải là ăn rau muống với đậu hũ đâu. Ba với má thử lòng tụi con đó. Công nhận nha, cha với má đúng là gừng càng dài càng cay mà. Cha với má ăn muối còn nhiều hơn tụi con ăn cơm nữa mà. Ăn đi tụi con. Dạ. Dạ. Dạ, mời cha má. Xin phép mời ba má. Đọc cái gì mà say mê vậy? Báo công an. Trời, cha giang hồ mà cũng đọc báo công an nữa hả? Đọc cả pháp luật. Phải đọc để nắm luật, để mình đừng vi phạm luật. Giang hồ hơn nhau là cái chỗ đó. Mà đọc mới biết mấy cái tin này nè. Sài Gòn bây giờ loạn lạc quá luôn á. Một thằng đệ tử mà nó dám âm mưu giết đại ca nó để xoán môi, nhưng mà không có được. Rồi bây giờ là bị người ta giết lại. Mày đi nhỏ bây giờ không biết coi tiền bối của mình ra cái gì hết. Đây nè. Mà thằng đó là ai vậy? Hả? Vì cá bị gì nè. Anh gì cá? Cha, cha cho con mượn tờ báo. Để làm gì? Dạ, cho con mượn chút xíu thôi cha. Dạ, cảm ơn cha. Nghe đây. Không thể nào. Anh Di Cá không giết ông Sói được. Anh Di Cá rất tôn trọng ông Sói mà. Chắc chắn là có ai đó muốn hãm hại anh Di Cá. Giết chết ông Sói sau đó là đổ tội cho anh Di Cá. Có khi nào là ông Bảy không? Có khi nào cái gì nữa. Chắc chắn là ông Bảy rồi. Đại ca thôi cho anh Di Cá. Một ngày làm đại ca, suốt đời làm đại ca. Về Sài Gòn. Đi. Nè, cái nhà này không phải tụi bay muốn tới là tới, muốn đi là đi đâu nha. Nói, tụi bay là ai mà lại quen biết các băng đảng Sài Gòn hả? Nói. Đứng lại. Gì vậy? Tôi đi đám ma anh Di Cá mà. Ăn mặc lê lạc này ai cho vô? Ủa gì má? Đi đám ma có ai cấm ăn mặc lòe lòe không? Hả? Đám ma ở cái tấm lòng nha. Người ta liệu yếu đào tơ mà. Đụng là phải trả tiền á nha. Anh Di Cá ơi, anh Di Cá ơi. Anh Di... Gì vậy mấy má? Đến viếng mà không đưa nhang sao thấp? Đốt nhang gì cả, ôi em thương anh quá anh gì cả. Anh gì cả, ôi anh gì cả. Trời ơi, đẹp trai quá à. Anh gì cả đẹp trai à. Đẹp đẹp chết sớm à, mấy xấu xấu sao nó không chết đi trời. Mày nói gì vậy? Gì vậy má? Tao đang xúc động lai láng mà. Mày làm gì mà ăn hiếp tao? Anh Di Cá, anh coi nè, anh Di Cá nó ăn hiếp em kìa.
Anh Di Cá ơi, rồi mày mối anh thành đống tro tàn rồi. Ai bảo kê em anh Di Cá? Đứng lại, ông tới đây làm gì? Hãy cho ông tới đây. Tụi mày bị điên hết hả? Tao đi đám ma thằng Di Cá mà. Tao muốn đánh lộn, không muốn đổ mồ hôi. Tao có phun điếu, có lặn qua thành kính phân ngu đàng hoàng mà. Ông nhìn kìa, cái chữ gì trên đó? Have a beer, bờ đây. Mày không biết tiếng nước ngoài hả? Là thành kính phân ngu á. Ông thích tôi tháo ra. Dạ. Chỗ nào để tiền phun điếu vậy? Có duyên ghê á, gặp nhau ở đây. Trong đám ma đừng có ồn ào, cười giỡn. Có gì về nhà nói. Ủa tấm hình bị niễn hả ta? À không, cái kiểu chụp nó vậy. Di Cá à, mày có tấm hình thờ đẹp lắm. Tiền phúng điếu nè, bán cho tao 3 cây nhang được không? Tốt nhiên đi. Để tao ăn sương gơm nói chuyện với mày cho thơm miệng. Di Cá, tao 7 soái ca nè. Thân tình lắm đúng không? Tới dự đám ma rồi. Không sao đâu, tao sẽ tạo điều kiện thật sớm để ba thằng bay đoàn tụ với anh Di Cá. Ê, nói nghe nè. Ngoài cái chuyện mà trừng mắt nhìn nhìn kênh kênh tao vậy, còn biết làm gì khác không? Chắc hết rồi anh ơi. Còn biết đánh trống mày thổi kèn tôi tít te được không? Chứ làm vậy có gì khác không? Làm vui đi chứ mắc cười quá. Tao đập mũi, con mũi nè. Tao đập mũi cho đại ca tụi bay. À, khu này nhiều mũi quá mấy anh em ơi. Mũi hơi nhiều. Mũi. Tụi bay im hết chưa? Mày đánh lần mày khói là mày vô tay. Hả? Tụi bay, thử nơi nào. Bà, bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Dù bao gian khó ê trời, đi ảnh của anh Di Cá có gì đó là lạ. Tao không biết có Photoshop gì không mà thấy anh em ta bên nhau con đường dài cùng sông màu nâu sông không hài lòng vai từ vai chung một lòng là anh em bên nhau nào ngại chi thương đau cuộc đời này bao nhiêu lâu sống chết ta đi nhau với những nhân ta nguyện thề mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu bất bình ngang trái, máu đông chảy chung một dòng, nghĩa khi trái tim mờ rộng. Xin gom, mùi dâu. Chẳng nghĩ cho bản thân nguyện xin sát thân anh em vì nhau. Sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Tao không biết ở đây thằng nào anh xin gom. Anh nói thằng chứ mày nói em, tại em là con mà. Tao nói luôn mày đó. Dạ không phải em. Thằng nào ăn? Thì tao ăn á, rồi sao? Không có sao. Nhưng mà chỉ muốn nhắc cho ông biết là giang hồ có văn minh văn hóa, phải lịch sự, xã hội mới công nhận không? Ông hiểu không? Đúng rồi, lớn rồi. Ăn sương gơm phải nhã đàng hoàng, đâu phải con nít đâu. Ông thích ăn sương gơm lắm đúng không? Để tôi chỉ ông cách ăn sương gơm.
dòng máu nóng, sống không hài lòng, vai kề vai chung một lòng. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu, sống chết ta vì nhau. Bấy nghe nhận ta nguyện thề, mãi mãi không sai lầm. Tụi bay giỏi lắm, nhưng tụi bay nên nhớ, tụi bay cũng chỉ là những con chốt thôi. Tụi tôi là những con chốt, nhưng mà khi chốt nó qua xong rồi đó, là nó chỉ có tiếng chứ không có lùi. Tụi bay ngon lắm. Chờ đó, tao nói tụi bay nghe, đại ca tụi bay kìa, tao còn không sợ, huống chi tụi bay. Tụi bay chờ đó, tụi bay chờ đó, chống mắt mặt coi. Đi về. Sao thế chờ? Ông tưởng tụi tôi sợ ông hả? Cục đừng lấy số điện thoại ông người anh em. Thôi được rồi, vô thắp nhang cho đại ca đi. Là anh em bên nhau, nào ngoại chỉ thương nhau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu, sống chết ta vì nhau. Mới nghe nhân tăng nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu bất bình đau trái. Máu nóng chảy chung một dòng, đi khi trái tim mở rộng. Anh Di Cá, tụi em về trễ, không kịp nhìn đến năm cuối. Anh ơi, anh lúc nào cũng trong tim tụi em nha. Anh yên tâm, thù này tụi em sẽ trả cho anh. Xin chào tất cả anh em. Ngày xưa ba anh em tôi cũng là đàn em của anh Di Cá, nhưng mà anh em tôi á không may mắn như các anh. Tụi tôi chỉ được làm đàn em của anh Vi Cá trong vòng 3 ngày, nhưng nhờ của anh Vi Cá mà ngày hôm nay anh em tôi mới được như vậy. Anh em tôi không hứa là có trả được thù cho anh Vi Cá hay là không, nhưng anh Vi Cá có nói một ngày là anh em, suốt đời là anh em chúng tôi sẽ trả thù. Trả thù, trả thù, trả thù. Không có ba anh em mình ra ngoài mình kiếm cái quán nào đó, đừng có đèn chớp nháy được không? Chóng mặt quá. Xàm quá, ba nào mà không có đèn. Ồ, đèn trong này chóng mặt quá. Chị... Ủa? Sao mà tụi bay không chóng mặt hay quá vậy? Ráng gồng thôi chứ tao lé nãy giờ nè. Không có cơ, chủ quán ba rồi tắt đèn luôn đi luôn được không? Ờ, kêu tắt đèn luôn đi. Rồi cho nó dịu mắt đi chứ. Thôi, hai anh bay khùng vừa phải thôi. Ba anh em mình bây giờ á khác rồi, cũng như lúc xưa nữa. Hiểu không? Nó nghe nè à. Lát nữa có mấy em tới, cứ chơi thoải mái, đừng ngại. Đã vậy? Thôi là gặp nó đưa bao con su luôn đúng không? Quên, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. Mày lúc nào cũng vậy hết trơn á, lịch sự chút xíu đi. Ê, mình lên VIP luôn hả? Cuộc đời nó vậy đó, khi mày không có tiền á, không ai thèm ngó. Mày có được chút xíu rồi á, cái đống đứa nó bu vô. Em cho người điều tra rồi, ba thằng này là con nuôi của lão nhị ở ngoài Nha Trang. Dưới một người mà trên vạn người, biệt danh là Tam Thái Tử. Nghe thấy ghê quá à. Chó ghẻ cũng có ngày mọc lông. Ông sói. Cái gì anh? Ông sói kìa. Thôi đâu, anh sao vậy? Anh bị mờ mắt rồi hả? Đèn của em làm em mờ mắt hả? Ở đây là vũ trường nha anh, chứ không phải là âm phủ. Ê, bây giờ phải làm sao, bây giờ phải làm sao? Thì thoải mái đi. Tao thấy mày nói đúng đó. Ê, cho anh ôm với nha. Tao trong rượu rồi. Trời ơi, mày mãi quá nè. Rồi, anh em uống chúc mừng cái chứ hả? Vô. Quay, 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 quay. Mãi kìa. Ê, qua xong không? Mình là chốt mà, chốt thì phải qua xong người ta mới sợ. Nè, đi em. Mời anh Bảy một ly. Tụi bay nè, 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 nè. Mà tụi mày muốn cái gì? Hả?
tụi mày đi vũ trường hay là đi học mẫu giáo vậy? Đẩy quá, đổ rượu hết rượu mắt lắm nha, khách của chế, chỗ này là chỗ của chế nha, nha, bớt ra, bớt nha. Ba vị thái tử đẹp trai, tụi nhỏ nó không biết gì hết, thôi 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 vô nè. Đó mọi người đẹp, anh em yên tâm, tụi tôi biết đi chơi lắm. Đi chơi vô cái khu này, không cần mang đồ chơi. Thôi vô đi, vô đi, không có đồ chơi thì mình vô. Vô. Cái lũ chó ghẻ này mới mọc lông nhồi quá. Cá ăn kiến thì con ngài kiến cũng ăn cá thôi. Thú vị lắm. Biết cuộc đời tao thú vị nhất là điều gì không? Là tìm được đối thủ của mình. Ba thằng bay nhớ giữ cái ghế tam thái tử cho chắc chắn. Cho sao? Cho sao? Nhớ giữ cho chắc cái té sớm mất vui. Anh Bảy cứ yên tâm đi. Cái ghế của ba anh em tôi ngồi á chắc chắn lắm. Chứ không phải ngồi con Bảy diễn hài đâu mà cười té ghế. Đi với em. Hai thằng bay ra ngoài chút xíu đi, tao có chuyện riêng muốn nói với ông sói. Chúng tôi có nhiệm vụ canh giữ ban thờ của ông sói, chúng tôi không đi đâu hết. Thằng Trung, thằng Thành, hai thằng bay trung thành lắm, rất là giống cái tính của tao, tao thích hai thằng bay lắm. Thưởng cho mày nè, thưởng cho mày luôn. Trung Thành dễ sợ nè. Trung ở đây là Trung Lưu, Thành ở đây là Thành Đạt. Muốn Trung Lưu Thành Đạt thì phải có tiền, dạ. Hiểu không bà nội? Dạ hiểu. Dễ tôi dễ sợ. Làm đi. Làm nha. Làm lẹ đi bà nội, nó vô cho tốn tiền nữa bây giờ. Nè em là phải cắm để lên khỏi ngu mình. Đừng sợ được. Chết mất xác, không hiện lên. Hoàng hí hửng. Cưng làm gì đây vậy? Có làm gì đâu. Nhớ con sói nó đắp nhang. Thế thôi. Ai cho phép ba bay vô đây? Vậy ai cho tụi ông vô đây? Tụi bay nói mắc cười. Tụi tao là đại ca, tao vô đây lúc nào không được. Còn tụi bay là đàn em, tại sao lại có mặt ở đây hả? Đại ca con mày nghe gì? Yến. Mày dám nói gì vậy? Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tụi tôi. Tụi tôi là chủ căn nhà này. Mấy người là khách không mời mà đến. Đi ra khỏi nhà giùm. Cái gì nhanh vậy mày má? Nếu không nhanh tay á thì làm sao gấp được lửa? Ê, tụi nó đúng rồi. Chủ chết á thì chó lại làm chủ. Tụi nó là những con chó trung thành mà. Ê, sủa nghe chơi. Tôi biết, tụi tôi chỉ là con chó thôi. Nhưng mà bây giờ anh Bảy muốn tụi sủa như thế nào? Thì đại loại như là gâu gâu. Mày biết sủa gâu gâu không? Gâu gâu là viết ra nó gâu gâu. Mày biết sủa gâu gâu không? Gâu gâu là gì nhỉ? Nó nghe nè anh Bảy, đã thương anh em tôi rồi thì chó thương luôn đi. Sủa làm sao? Chỉ cho anh em tôi để anh em biết tôi làm. Chỉ cho em muốn đi chứ. Chỉ cho nó biết sủa làm sao? Đúng là cái tụi đàn em chỉ tới bây vậy luôn rồi. Còn không biết sao ngu vì ngu quá. Nó giống vậy nè. Sủa gì đó? Nghe không rõ. Nó có thể nào mà sủa? Cho nó sinh động hơn chút xíu. Mày ngu quá thì phải chải cái hồn cho là được rồi. Em đệm cho. Em đệm với anh luôn. Hay quá trời ơi. Hiểu chưa? Thông minh rồi đó. Theo kinh nghiệm nuôi chó của tôi thì cái khuôn mặt này và cái tiếng sủa đó là phải là chó phốc. Chó phốc. Mày có kinh nghiệm nuôi chó rồi. Tao nè, tao nuôi nhiều chó cho nên tao biết cái tiếng sủa này phải gọi là tiếng sủa của con chó Alaska. Bậy, hai chú bậy rồi. Ở đây là Bulldog, còn đây là Chihuahua. Nói tóm lại ở đây mình có hai con chó. Mày chán. Tụi bay dám. Nhìn đây. Tụi tôi là Tam Thái tử Nha Trang.
đã mua lại căn nhà này rồi. Hai người muốn gì cứ việc lên phường. Muốn thổ huyết luôn nha. Im đi. Thật ra ngày hôm nay tụi tao tới đây là để thắp cho ông sói nén hương, để tưởng nhớ tới ổng. Còn ba thằng bay, tụi bay chơi cỡ nào tao chơi tới cỡ đó. Chết tụi bay luôn. Tao tuyên bố chơi tới cùng với ba thằng bay cho tụi bay biết. Đợi đó. Cười cái gì ngu quá vậy? Mày có đực không chứ tao đực lắm rồi đó. Bye bye nha, đồ bóng gió mày đi. Bóng gió ăn hết của ông nội bà nội mày hả? Im đi. Bà bóng thiệt mà. Hai đứa đừng có giao phối nha. Yeah, 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 yeah. Ai cũng sung nhưng sao anh không sung. Ai cũng sung nhưng sao anh không sung. Anh nói nghe em để ý rồi. Bước vô quán của em lúc nào cũng mặc đưa đám vậy nè. Giỏi ăn hiếp người ta. Ăn hiếp con này nè chứ ai. Còn ba thằng nhóc kia thì im tinh tích nè. Cái đó chuyện nhỏ, nhịn nó đi mình mới làm chuyện lớn được. Để cho nó sung sướng thêm vài bữa nữa. Cái điều quan trọng bây giờ là xoán ngon. Anh cứ vậy hoài. Anh giết Di Cá rồi, trả thù cho ông sói rồi. Địa vị cao nhất là của anh chứ, đúng không? Nhưng mà ít nhiều gì cũng phải có một buổi lễ để chính thức danh chánh ngôn thuận xướt tên lên chứ. Ngày sanh thần của anh. Sinh nhật. Happy birthday. Yes, happy birthday. Cái ngày sanh thần của anh, lúc đó anh mời tất cả các lão đại, mời tất cả các đầu lĩnh của các chợ đến dự buổi sinh nhật của anh. Lúc đó em sẽ đứng lên, em sẽ nói với mọi người: nào, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tìm ra được một người đứng đầu để thay thế ông sói. Lúc đó em sẽ ra tay, em sẽ đứng lên kêu gọi mọi người, khiêu khích mọi người lên để làm gì? Bầu cho anh. Bảy ơi, có tiền thì làm được hết. Bảy ơi. Có lý, giỏi. Giỏi phải thưởng. Muốn thưởng gì? Sau khi anh lên làm vua thì em phải làm hoàng hậu. Ôi, cái mặt của bà nội có đứa làm vua mama đó má ơi. Anh cứ vậy hoài. Ok mà cũng được thôi, cái đó là hữu danh vô thực. Em cũng hy sinh hết cho anh rồi mà anh lại đối xử với em vậy. Ok em hiểu không? Thôi được rồi, tới đó là tính. Nói phải giữ lời nha. Đàn bà như tụi em thủ đoạn lắm á. Nhất là cái thứ đàn bà nửa nửa này nè, đúng không? Vô. Vô. Vô mấy đứa ơi. Trời, gì cây á? Đang ngồi mà tự nhiên sọc cái xong rồi ổng nằm xuống chết luôn rồi sao trời. Bấm lại coi. Hả? Phải ngồi như vậy mới đúng. Chết này chết. Đó. Sao kỳ vậy? Tự nhiên đang ngồi cái tự nhiên nằm xuống chết là sao? Ui, cái này sắp đặt quá vậy, sao vậy? Sao một cái camera an ninh ghi hình tự động vậy mà bị lỗi ngay lúc này chứ ta? Mà tụi bay có để ý không? Nó lỗi ngay khúc mà ông sói chết mới đau chứ. Hả? Tao bảo đảm với tụi bay, nhà ông sói có dán. Cái gì vậy? Dán đâu ba? Làm hết hồn mà tao nói gián điệp. Gián gì? Tao đâu có nói con gián. Mày điên hả? Gián điệp, mày làm mơ mày nói gián điệp liền đi. Gián mày ngưng lại, tưởng mày nói con gián. Trời ơi, đang lúc này tào lao nữa. Giang hồ mà sợ gián. Mày kể người ta. Hèn quá mày. Hèn cái gì? Tại nhỏ tao bị gián cắn nhiều quá nên tao sợ được không? Vì gián cắn á, cảm giác là sao? Thôi đi, mày về. Tập trung lo cái giải quyết cái vấn đề này đi. Để tao đi kìm tiệm chay xịt gián cho. Thôi mày ngồi đi, chỉ có quăng chi cho nó chắc ăn. Cho bản thân nguyện xin sát thân anh em vì nhau, sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Mai là anh em tốt của nhau, ngày sau.
phải công nhận nha, từ hôm bữa tới giờ xã đoàn mình nay tụ tập mới vui nè, lâu quá không tụ tập. Đâu có đâu ông nội, bữa giờ tụ tập quá trời. Tụ tập nào quá trời, hôm nay mới hung được nó một cái. Thì đám ma đó ông nội, ngày nào cũng đám ma. À cứ bấm bào vô dùng à. Lắm ma là lắm ma, sinh nhật là sinh nhật, sinh nhật là tụ tập là được. Lắm ma mà tụ tập gì? Chắc lắm ma một hai người quá à. Thì thiệt mà. Lấy còn cãi nữa. Trời ơi nhức đầu quá à. Em nói nghe nè, bữa giờ giang hồ xảy ra quá trời biến động luôn. Rồi không biết ai sẽ lên cầm đầu sao đoàn của chúng ta đây. Thôi tôi cũng có suy nghĩ giống thập tứ nương. Bớt đập bàn đi, cho tao bớt đứng. Hết hồn, tưởng mày định làm đại ca chứ. Cái thằng này á, mà nó lên làm đại ca là chắc là nguyên là một cái xã đoàn mình là suốt ngày ăn chay quá à. Ba mẹ mày nói cái gì? Trời ơi. Mày chửi ai? Tao nói mày á. Tao chơi khô má mày luôn. Mày chửi ai? Tao chơi mày á. Anh em ta là mình bán mấy trăm ký gỏng á, lại cúng những thằng như mày á. Mày tin không? Tao không tin á. Mày không tin à? Ông lại, ông lại coi nè. Nó hổn với tôi rồi ông lại. Nó mất dạy tôi rồi ông lại. Ông lại thấy vậy đúng không? Tao thấy nó đâu có mất dạy gì với mày đâu. Ông lại đừng có cản. Mày cũng chơi khô máu đó luôn. Nãy giờ tao đâu có cản. Không. Nói chuyện loại mập quá. Mày sao? À mày cầm chơi bia với tao hả? Sao? Tao chơi tới với mày luôn. Thôi. Anh em trong sở đoàn không? Bỏ qua đi. Biết là như vậy. Nhưng mà tao cũng là đại ca mà. Nó sỉ nhục tao trước bao nhiêu con người vậy sao tao chịu được? Tao ít nói quá mà. Mày nói nhiều nhất ở đây á. Nói cho ai cần nghe. Ở đây không ai muốn nghe hết trơn á. Ý, sói ơi. Ông chết lâu rồi, để nguyên đi. Thua luôn, biết nói gì luôn. Ê nè, mày còn con lít cấp chưa lũ tuổi nói chuyện với tao lên nha mày. Chắc ổng làm cái gì? Ổng khùng mà. Vậy? Mày nói ai khùng? Tao chơi khô máu với mày luôn. Là tao nói mày biết tao ngưng cung cấp gạo cho mày à. Là bên mày là chỉ có đói chết rồi nghe chưa? Đói chết luôn. Ê thằng già. Mày luôn thằng đi. Già mày nghe nè. Mày lấy mày, mày, mày. Tao cho mày một chai đi à. Ông lại. Nói trễ em khùng à. Mày khùng lắm luôn á. Không có nói chuyện được với ông lại. Để tao nói cho mày biết. Mày dám đụng đến chợ rau với anh Tha Thu á, là tao cho mày đi bán cám luôn chứ không phải là bán gạo, mày hiểu không? Thôi. Nãy giờ tụi bay tưởng tao chết hả? Ồ, ông lại chưa chết à? Trời ơi, hai thằng như hai con đàn bà. Như hai con đi thâu hụi mà không ai góp. Hả? Tụi bay là mất mặt xã đoàn quá. Lấy cái chai nè, đập vô đầu có máu hay không? Ở ngoài sân đang trống kìa. Đi lại đi. Anh, sao tự nhiên đổ dầu vô lửa vậy? Nó làm nhèm nhức đầu quá. Trời ơi, mà công nhận mấy anh gây lộn vui dễ sợ luôn. Giống như mấy con nhỏ bên khu massage em đi hành khách gây lộn gì đó, hiểu không? Chuyện có tí xíu mà làm cái gì thì ghê vậy? Được rồi. Em muốn chứng kiến sự việc vui vẻ đúng không? Anh chơi cho nó khô má luôn, thằng mày. Ông mới nói vậy chơi thì chơi. Mày muốn chơi tao chơi với mày. Mày bước ra. Lại chút xíu. Mày bước ra. Lại à. Mày đợi làm gì? Ông lại. Dìu dìu đi, quýnh lộn coi. Trời đất ơi, mày đánh lộn cho tao dìu. Mày làm lại nó không? Mày bước ra đây. Đây. Mày bước ra đây. Tao chơi khô máu rồi, mày bước ra mang đây. Mang đục chơi nhau đi. Đã. Cái gì vậy ta? Bình tĩnh lại đi. Ngày hôm nay là sinh thần của tôi. Rất hân hoan được đón tiếp tất cả anh em tới đây dự cái buổi sinh thần của tôi. Thì phải vui vẻ chứ có gì đâu mà căng thẳng. Cho một tràng pháo tay để giữ hòa khí đi. À, Bảy tôi cũng có vài điều phát biểu. Ngày hôm nay là ngày sinh thần của Bảy. Rất hân hoan được đón tiếp tất cả các anh em xã đoàn đã có mặt để giữ cái buổi tiệc này của tôi. Tôi không phải khoe khoang gì. Thật ra là tôi vừa mua một thùng rượu ngoại. Tất cả các anh em có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay trước khi về sẽ được tặng một chai rượu ngoại và một bao lì xì, gọi là món quà nhỏ xíu của tôi dành cho tất cả các anh xã đoàn. Hợp lệ không? Tệ quá trời. Đây đưa đây. Phát cho tất cả các anh em ở đây liền. À đây à. Một món quà nhỏ thôi. Yeah. Đây ông nội. Chú 12. Dạ em cảm ơn anh Bảy. Vậy là vui vẻ cả làng rồi chứ hả? À, ngày hôm nay sinh nhật của tôi. Tất cả mọi người hãy nâng ly chúc sức khỏe cho tôi đi nào. Nâng ly. Nào anh em. Nâng ly. 1 2 3. Yo. Hay quá.
chắc chắn rằng tất cả anh em ở đây đều đã quên mất chúng ta đang thiếu vắng một người. Đó là ông Sói. Ông Sói khoảng thời gian qua đã cùng anh em ta thống lĩnh, dắt anh em ta trải qua không biết bao nhiêu sóng gió ở khu chợ mới. Nhưng thật không may, ông Sói đã bị thằng Di Cá nó triệt hạ. Tôi buồn lắm. Thôi mà anh Bảy, đâu có sao đâu. Cũng tại anh nôn nóng muốn giết Di Cá, chứ thật sự anh em trong xã đoàn anh đâu có nỡ ra tay, đúng không anh Bảy? Đúng không? Thật ra tôi còn buồn nhiều hơn nữa. Dù gì thằng Di Cá với tôi cũng là anh em giàu sinh ra tử, sóng gió không biết bao nhiêu trải qua với anh em. Thiệt tình tôi không muốn, nhưng mà tại vì tôi đã hứa với lòng, tôi đã hứa với lòng là tôi một lòng sống trung thành vì ông Sói, nên tôi buộc lòng phải làm điều đó. Để mai mốt này tôi có chết đi xuống dưới gặp ông Sói, tôi có thể mỉm cười và ông Sói nhìn tôi mỉm cười khi tôi đã làm điều chính xác như vậy. Hay quá, vỗ tay mấy đứa, vỗ tay. Ê, ông Sói kìa, ông Sói. Ủa mọi người nhìn gì vậy? Giỡn vui lắm mà. Giỡn cái đó là gọi là mất dạy. Mất dạy à? Không có mất dạy. Lần có thấy tôi xỉn á là nghĩ là tôi là nói tầm bậy tầm bạ. Thật sự là trong cái xã đoàn này à, thằng nào nói cái gì, làm cái gì á tôi cũng biết hết. Nhưng thật sự là tôi không muốn nói. Chú 12 lớn tuổi rồi, nhậu có mấy chai mà xỉn rồi. Về với gia đình đi chú 12 nha. Ra cái. Biết cái gì là xỉn à? Xỉn rồi nè, xỉn. Hôm nay nè, sẵn à, xã đoàn mình là tụ tập à, lông lũ tất cả mọi thành viên trong xã đoàn, đúng không? Thì sẵn tiện á, mình phải bầu ra một người lên làm thống lĩnh xã đoàn của mình. Mọi người thấy sao? Đó, quá hay. Em hai tay ủng hộ anh Bảy lên làm thống lĩnh. À, chú có vài lời như vậy. Thì bây giờ chú 12 cũng đã có ý kiến vậy rồi, thì anh em xã đoàn mình có gì góp ý không? Tôi cũng đồng ý à, bầu cho anh Bảy để làm thống lĩnh luôn. Hay quá, vỗ tay. Cảm ơn bạn già. Bạn già hả? Bạn già xuống không làm thống lĩnh nữa. À, cảm ơn bạn trẻ. Bạn trẻ à, lên làm thống lĩnh lại. Nè, đừng có tưởng là mời trai vũ à là mua đứt được tôi nha. Không có đâu à. Tôi thấy vậy có nghĩa khí. Đứng ra trả thù cho anh Sói, cái quan trọng là nó thay mặt thằng Di Cá nó trả nợ hết cho tôi. Tôi là tôi ủng hộ nó. Hay quá ông nội, hay tuyệt vời. Còn riêng tôi thì tôi thấy là rõ ràng bên khu chợ gà của anh Bảy làm ăn tốt hơn những khu chợ khác, thì việc gì mà chúng ta không ủng hộ? Hay quá. Tôi cũng chọn anh Bảy vì ngày xưa anh Bảy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thì sao cũng được. Bảy, mày nghĩ mày cân nổi không? À, thì Bảy tôi cũng cảm ơn ông nội, cảm ơn tất cả anh em có mặt trong cái bàn này đã ủng hộ tôi. Thì ngoài những ý kiến này thì anh em còn lại xã đoàn có ai có ý kiến gì nữa không vậy? Tôi chọn Bảy. Biết rồi ba. Kể từ ngày hôm nay, Bảy Soái ca tôi sẽ đảm nhận bảo bọc anh em ở khu chợ mới này. Hay quá, vỗ tay mấy đứa ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hay quá. Ngày hôm nay là ngày rất là vui của Bảy Soái ca tôi, và cũng chính là ngày đầu tiên Bảy Soái ca tôi đảm nhận trách nhiệm trọng trách của ông Sói. Và tôi hứa với tất cả các anh em, tôi sẽ cùng sát cánh cùng anh em để vượt qua tất cả các khó khăn trong gai đó. Hay quá. Và Bảy tôi xin cầu nguyện tất cả các anh em xã đoàn của chúng ta thật nhiều sức khỏe và ngày càng phát đạt hơn nữa. Cầu nguyện trong thâm tâm thôi mà. Ê, ê, tụi bay đi vô coi phòng kỹ thuật coi.
cái gì vậy? Tắt ở mọi người bình tĩnh, không phải này đâu. Tắt tụi bay vô tắt liền coi. Có người hại tôi. Mày tắt coi. Tắt mẹ. Tắt coi. Mọi người bình tĩnh. Khốn nạn, mày mới là người giết ông tôi. Không phải tôi, không phải tôi mà. Không phải ông thì là ai? Hết phim rồi. Xin chào mọi người. Mọi người có biết thằng này là thằng nào không? Nó là mèo Moon, đàn em của ông Quẩy bên khu chợ gà đó. Mèo Moon, sao mày còn sống vậy? Cũng vì thằng mèo Moon này mạng lớn. Mọi người, ông Quẩy là người sai tôi cố tình thả anh Di Cá ra để anh Di Cá sập bẫy có tội, nên phải vượt ngục bỏ trốn. Sau đó ông một tay cho tiền, một tay sai đàn em thanh toán tôi. Ông Bảy, ông ác hết sảy. Nói đó thôi, nói nhiều mất hay. Video hình ảnh rõ nét full HD như vậy, rồi có cả nhân chứng sống ở đây nữa. Dù đó thôi là cũng đủ buộc tội ông và vinh quang cho đại ca của tôi rồi, có đúng không ông Bảy? Hay là ông muốn tụi tôi đem cái clip này lên YouTube? Ông muốn nổi tiếng hả? Đâu có dễ. Mọi người bình tĩnh lại, đừng hiểu lầm. Đừng tin lời tụi nó. Tụi nó gài bẫy tôi đó, tôi không dính dáng gì chuyện này đâu. Tôi không dính dáng chuyện này, đừng hiểu lầm tôi không dính dáng gì hết. Trời ơi, ông nói nhát ba tôi. Ông có sống khôn khác tiên. Thì nói cho mọi người ở đây biết là tôi chỉ trung thành một mình ông thôi. Ông sợ tôi lại không? Tôi lại cả mạng tụi tao. Đừng làm tôi sợ. Ông Sói ơi, tôi nhớ ông nhiều lắm. Tôi nhớ ông nhiều lắm, ông Sói ơi. Tôi nhớ ông nhiều lắm. Mày tôi đó, tao bắn nát rồi. Tôi giỡn mặt với tao hả? Hả? Tính bài trò giả ma, giả quỷ nhát tao hả? Hả mày? Lột mặt lại á. Bả rồi ba. Louis có sao không? Louis là ai? Chúng tôi phát hiện được là nhờ những lá thư mà anh Louis đã gửi cho ông Sói, lần theo địa chỉ đó mà báo tin và đón anh Louis về nước thực hiện kế hoạch trả thù. Louis chính là con trai của ông Sói và vợ cũ đang bên nước ngoài. Không ngờ bao nhiêu năm xa cách mà mối quan hệ tình cảm giữa anh Louis và ông Sói chỉ quan tâm tốt dành cho nhau. Vô lý, tại sao cha con lại giống nhau như vậy? Cha con không giống nhau, chẳng lẽ giống mày? Thầy à, tao biết ngay mà, làm giữa chuyện ma cỏ gì ở đây hả? Thì ra ông là người đã giết chết ông Sói. Ông có gì nhận tội chưa? Mặc dù anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng lần này anh sai rồi anh Bảy ơi. Là Bảy, tao trả mày 10 chai rượu và tiền lì xì này. Từ vậy về sau đừng gọi tao tiếng bạn già nữa. Thôi được rồi, mày thả Louis ra rồi chịu tội với tao đàn đi. Đúng, thả Louis ra. Đẹp trai quá ha ông nội. Bây giờ có một thỏa thuận như vậy. Một là tụi bay phải cho tao an toàn lên máy bay thoát khỏi nơi đây. Còn hai là thằng này sẽ đi theo ba của nó. Tam thái tử, tụi bay hay lắm. Chứ đâu có ai ngu như ông. Xóa file máy tính không phải chỉ một lần bấm nút delete đâu. Không rành công nghệ mà bay đặt sai chiếu công nghệ. Đúng là ngu như bò. Mày nói cái gì? Có những lúc sóng gió như gục ngã ta, anh em ta bên nhau cùng vượt qua. Dù bao gian khó chẳng đôi thay lòng bao chờ gì cả. Để em trả được thù cho anh. Bây giờ anh có thể yên nghỉ. Anh em ta bên nhau con đường dài, dòng bao đông sống không hài lòng, vai thề vai chung một lòng. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu sống trên ta vì nhau. Mới nhiên nhân ta nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu bất bình ngàn trái. Mau nông tranh chung một dòng, biết khi trái tim mở rộng.
cho bản thân nguyện xin giá thật tan nhau. Vì nhau sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng, mai là anh em tốt của nhau ngày sau. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu, sống chết ta vì nhau. Với nhớ nhân ta nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu vẫn bình ngang trái. Mau đóng chết chung một dòng, biến đi trái tim mờ dầu. Chẳng nghĩ cho bản thân nguyện xin sát thân tan nhau. Vì nhau sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng, mai là anh em tôi.